Mà Trần mộc lại có thể luyện chế được đan dược thất phẩm, chuyện này khiến nội tâm Hàn Giang Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là tiểu tử này mới chỉ 17 tuổi, đã là kiếm đạo tông sư, lại còn là đan hoàng luyện dược sư thất phẩm. A, à, tiểu tử này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Hàn Giang Tuyết im lặng thở dài. Ùm. Ừ. Lúc này, trong căn phòng đóng chặt đột nhiên truyền đến một tiếng vang lạ, tiếp đó một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột nhiên bộc phát luồng ánh sáng vàng này giống như ẩn chứa linh khí tinh thuần vô tận khiến linh khí dù đãng giữa trời đất cũng bị dẫn dắt bùng nổ theo luồng ánh sáng vàng này kéo dài khoảng 3 giây thì dần biến mất cùng lúc đó mùi hoa đào nồng đậm cũng từ trong phòng tỏa ra lúc này cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng được mở ra trần mộc bước ra ngoài trên người vẫn là bộ đồ trắng sạch sẽ không dính chút bụi bặm nào giống như lần luyện đan này chẳng có gì khó với hắn cả thành công rồi sao đôi mắt đẹp của hàn giang tuyết khẩn trương nhìn hắn chăm chú hỏi trần mộc cười nhạt một tiếng mở lòng bàn tay ra một viên đan dược mượt mà vàng óng xuất hiện con ngươi trong veo của hàn giang tuyết dần dần mở to đây chính là thất phẩm đan dược thiên nguyên ngưng linh đan đêm khuya bên trong tử trúc lâm hạt xương trong suốt treo lơ lửng trên phiến lá xanh biếc dưới ánh trăng yếu ớt lại phát ra ánh sáng lấp lánh gió nhẹ lướt qua mang theo sự mát mẻ mà sâu trong rừng trúc Trần Mộc lẳng lặng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Tay hắn cầm một viên đan dược màu vàng kim, trên đó có những đường hoa văn kỳ lạ, giống như phù văn thời thượng cổ, vô cùng huyền bí. Viên đan dược này chính là thiên nguyên ngưng linh đan mới vừa ra lò. Bây giờ ta đang ở cảnh giới thông thiên tầng thứ hai, viên đan dược đủ để ta đột phá ba tầng, nhưng mà cưỡng ép tăng vọt quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, ta chỉ cần tăng thêm hai tầng là đủ. Trần Mộc thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, hắn điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất sau đó nuốt viên đan dược kia vào bùm trong chớp mắt một luồng dược lực hùng hậu nhanh chóng được giải phóng trong cơ thể luồng dược lực này không quá cùng bạo nhưng lại vô cùng tinh thuần giống như một dòng rối chảy mãi không ngừng chảy xuôi qua 108 gân mạch võ đạo trong cơ thể trần mộc tĩnh tâm cửu long diệt thần quyết trong cơ thể vận chuyển bắt đầu tiêu hóa và hấp thu luồng dược lực tinh thuần này khác với hồng kim long tùy đan Trần Mộc dùng viên thiên nguyên ngưng linh đan này không phải chịu đựng sự đau khổ kia. Luồng dược lực này cực kỳ ôn hòa. Trần Mộc ngồi xếp bằng giống như tăng nhân, trong lúc nhắm mắt, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt lượn lờ quanh người hắn. Xung quanh từ trúc lâm, rất nhiều chim thú dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt đều dừng lại trên người Trần Mộc, cho dù ánh sáng chói mắt, nhưng những con thú này không hề bay đi. Bởi vì giờ khác này, mặc dù khí tức của Trần Mộc đang không ngừng tăng lên, nhưng lại không tỏa ra sự nguy hiểm nào, linh lực hùng hậu đó hoàn toàn bị giấu trong cơ thể. Trong lúc tiêu hóa và hấp thụ, mặt trăng trên bầu trời đêm cũng dần sáng rõ. Lúc này đã là canh ba, xung quanh linh điện u ám mà yên tĩnh, rất nhiều đệ tử đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, dường như ngọn núi Bao La này được phủ thêm một tấm lưới yên tĩnh. Hai người Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên đứng ở lan can tầng 2 của linh điện, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tử Trúc Lâm các nàng có thể nhìn thấy được chỗ kia đang có một luồng sáng vàng như ẩn như hiện phát ra. Gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác mát mẻ của mùa thu, Hàn Giang tuyết khẽ nhắm hai mắt lại, dường như đang hưởng thụ sự yên tĩnh ngắn ngủi hiếm có này. Lúc này, Trình Vũ Hiên bên cạnh bỗng nhìn về phía nàng, trầm giọng hỏi, Giang tuyết, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ về lai lịch của hắn sao? Hàn Giang tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt trong veo hơi lóe lên, nói khẽ, nghi ngờ, nhưng thế thì sao, ai cũng có bí mật, Chẳng lẽ ta lại ép hắn nói ra ư? Ừ? Với tính cách nhiều chuyện của ngươi mà nhịn được lâu như vậy mới là lạ đấy." Trình Vũ Hiên cười nói. "Không phải ngươi cũng rất tò mò à? Ta thấy trước đó ngươi còn tìm hiểu tin tức từ chỗ tiểu sư muội Hạ Chỉ Lan đấy." Hàn Giang Tuyết nói. Trình Vũ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù Hạ tiểu sư muội cũng giống hắn, đều đến từ Ninh Quốc, nhưng nàng cũng không biết Trần Mộc học thuật luyện đan và kiếm đạo ở đây, Hạ Chỉ Lan nói, từ lúc mới quen nhau, hắn đã rất thần bí rồi tiểu tử này hàn giang tuyết cười khổ một cái trong đôi mắt đẹp lóe ra chút thán phục 17 tuổi đã là luyện dược sư thất phẩm lại là kiếm đạo tông sư rốt cuộc năng lực của hắn cao đến đâu đây nếu không phải cốt tướng của hắn không lừa được người khác ta thật sự đã cho rằng tên đó là lão yêu quái sống mấy trăm năm cải lão hoàn đồng đấy nếu để điện chủ của địa điện và anh điện biết trần mộc còn là một luyện dược sư thất phẩm chỉ sợ bọn họ sẽ hối hận đến xanh ruột mất trình vũ hiên cười nhạt nói hàn giang tuyết khinh thường nói Ai bảo lúc trước bọn họ chê linh căn của tiểu tử này, tạp linh căn ngũ hành thì sao? Võ đạo tranh hùng phải dựa vào thực lực, linh căn cũng không thể quyết định tất cả được. Không thể phủ nhận, linh căn quyết định sau này có thể đi bao xa trên con đường võ đạo. Nhưng bây giờ thực lực của Trần Mộc là sự thật rõ như ban ngày, hơn nữa hắn còn là luyện dược sư thất phẩm, tương lai chưa chắc đã không đạt được thành tựu to lớn trên con đường võ đạo. Trình Vũ Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, không biết ngày mai so tài, Trần Mộc có thể ngăn được cơn sóng dữ hay không. Ùng, ừ, lúc hai người đang trò chuyện, luồng sáng vàng yếu ớt trong tử trúc lâm bỗng bùng lên, trở nên óng ánh lộng lẫy. Cùng lúc đó, một luồng linh lực kinh người ập đến, giống như thủy triều, trông chất lên nhau phóng ra, tản ra khắp đất trời. Cảm nhận được sự ba động của luồng linh lực này, hai nữ nhân đều giật mình. Tiểu tử này, đột phá thành công rồi, Hàn Giang Tuyết kinh ngạc nói sâu trong tử trúc lâm trên một tảng đá lớn thiếu niên ngồi xếp bằng như lão tăng nhân nhập định hai mắt khép hờ sau hai giờ yên lặng cuối cùng cũng có chút động tĩnh ầm ầm chỉ thấy chung quanh nổi lên từng cơn cuồng phong gió mạnh ép cong thân trúc chim thú rừng chơi trên ngọn bay tán loạn giờ khắc này luồng ánh sáng màu vàng kim nhạt bao quanh trần mộc dần trở nên rực rỡ óng ánh linh lực cuồn cuộn như biển lớn càn quét trong cơ thể hắn cuối cùng trùng kích vào linh hải loại linh lực này phải tăng hơn lúc trước mấy lần. Sau khi bị luồng linh lực này trùng kích, ánh sáng vàng kim óng ánh kia tăng vọt, khí tức nhanh chóng đạt tới một loại cực hạn. Ẩm. Lúc này, ấn quyết trên hai tay Trần Mộc biến ảo, Cửu Long Diệt Thần Quyết trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, dược lực vô cùng tinh thuần xuyên qua. Bên trong linh hải đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, linh lực dường như đột phá một loại giới hạn nào đó, khiến hấp lập tức nhảy lên cảnh giới thông thiên tầng thứ tư. Linh lực cuồn cuộn chảy xuôi trong gân mạch, loại cảm giác lực lượng ngập tràn này truyền khắp cơ thể loại loại chấn động cùng bạo không sao nói rõ được dần dần trào dâng trần mộc chậm rãi mở hai mắt ra cặp mắt màu đen bắn ra ánh sáng như kiếm quang sắc bén khiến người ta không dám đối diện trần mộc nắm chặt nắm đấm cảm nhận linh lực cuồn cuộn trong cơ thể khóe miệng chậm rãi nhếch lên từ cảnh giới thông thiên tầng thứ hai nhảy thẳng lên cảnh giới thông thiên tầng thứ tư trần mộc đã đột phá hai tầng ở linh điện phía xa xa hàn giang tuyết và trình vũ hiên liếc nhau một cái đều nhìn ra sự chấn động trong mắt đối phương khóe miệng hàn giang tuyết nhếch lên nói đi đi qua xem xem hai người không trần chừ thả người nhảy xuống nhanh chóng lướt về phía trần mộc trần mộc nhảy xuống khỏi tảng đá khổng lồ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp hạ xuống chỗ hắn không khỏi cười nói sao hai người các cô lại tới đây rồi giỏi lắm tiểu tử thực lực tiến bộ không ít hàn giang tuyết cười nói sau khi hàn giang tuyết hạ xuống đôi mắt đẹp liền đánh giá trần mộc nàng cảm thấy trần mộc bây giờ cho người ta một cảm giác càng thêm thần bí yên tâm bây giờ ta vẫn chưa đánh lại cô đâu trần mộc cười nhạt nói cút nghe hắn nói thế hàn giang tuyết lườm hắn một cái nàng đường đường là một cường giả cảnh giới vạn pháp nếu thật sự bị tên tiểu quỷ trần mộc cảnh giới thông thiên này đánh bại thì thật sự không còn mặt mũi gặp người khác nữa lúc này chính vũ hiên cũng nhìn về phía trần mộc nàng cảm nhận được khí tức của hắn đã đột phá đến cảnh giới thông thiên tầng thứ tư mặc dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ nghiêm trọng trầm giọng hỏi ngày mai ngươi có nắm chắc không ngoài giang hạo của địa điện ra thì hai người kia đều rất khó đối phó hàn giang tuyết cũng nhìn về phía trần mộc đáp án của câu hỏi đó mới là chuyện các nàng quan tâm nhất lúc này trần mộc trầm ngâm một chút khóe miệng chậm rãi nhếch lên cười thần bí ai mà biết được hàn giang tuyết và trình vũ hiên đều ngẩn ra đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười trả lời như vậy thì khác gì không trả lời chứ có điều sau khi thấy người kia nhếch miệng cười trong lòng các nàng cũng đã có đáp án cảnh giới thông thiên tầng thứ tư đối chiến với cảnh giới thần tàng như vậy là thiệt thòi cho ngươi rồi nếu đổi thành những người khác ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn là thằng ngốc hàn giang tuyết cười khổ nói chiến đấu ngày mai có lẽ sẽ vượt qua dự đoán của tất cả mọi người trần mộc không trả lời con ngươi thâm thúy nhìn lên vầng trăng tròn như đĩa bạc dưới ánh trăng kia gương mặt thanh tú sạch sẽ của thiếu niên dường như lộ ra sự lạnh nhạt và thong dong không giống với độ tuổi của hắn sự lạnh nhạt và thong dong ấy không phải cố ý mà giống như một loại tâm cảnh đặc biệt sau khi trải qua vô số lần vào sinh ra tử cho dù ngày mai là một trận chớm rớt không rõ sống chớt thế nào tâm cảnh của hắn vẫn trong veo như nước không hề có gợn sóng quá lớn các cô trò chuyện đi ta về ngủ trước đây trần mộc phất phất tay quay người rời đi Tiểu tử thối, ngủ cái gì mà ngủ nữa, trời sắp sáng rồi. Hàn Giang Tuyết vội vàng đuổi theo, hung hung hổ hổ nói. Khi sắc trời sáng dần, tia nắng mặt trời vàng rực chiếu xuống, bóng tối vô biên bao phủ Linh Tiêu Tông cũng hoàn toàn bị xé rách. Quảng trường Thiên Sơn lại vô cùng tấp nập. Hôm nay là ngày thi điện cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, quảng trường Thiên Sơn đã đông nghịt người, trên đài cao, tông chủ ngồi trên vương tọa. Đông Phương Dịch bên cạnh hắn cũng không còn bộ dạng lười nhác như xưa nữa, ánh mắt sáng rõ, dường như vô cùng hứng thú với lần so tài tiếp theo. Người của linh điện đến rồi. Lúc này, trong biển người, không biết ai hô lên một câu, ánh mắt của mọi người trong quảng trường lập tức nhìn về phía bầu trời xa xa. Hàn Giang Tuyết dẫn đầu, đi sau là đoàn người Trình Vũ Hiên, Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan. Ánh mắt Đông Phương Dịch lập tức nhìn về phía Trần Mộc, tiếp đó vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc nghi ngờ. Trần Mộc đang dùng bí pháp cố ý che đậy, hắn không thể phát hiện được cảnh giới hiện tại của đối phương là gì. Có vẻ thái thượng trưởng lão rất hứng thú với Trần Mộc. Tông chủ bên cạnh cười nhạt nói, khuôn mặt lộ ra chút kinh ngạc. Đông Phương dịch cười khẽ một tiếng, không hề giải thích. Chiến chiến chính thức bắt đầu, người so tài lên rút thăm đi. Lão giả áo xám trầm giọng nói. Lúc này, Trần Mộc lập tức bước lên lôi đài, lật một tấm thẻ bài, phía trên viết lôi đài số 7. Trần Mộc lập tức nhìn về phía lôi đài số 7, người nhìn theo hắn còn có Long Đằng Hải. Ngay lập tức, Trần Mộc biết hắn chính là người mình phải đối chiến ở vòng này. Không ngờ trận chiến đầu tiên lại là với Long Đằng Hải. Trình Vũ Hiên nghiêm túc nói. Nếu như đối chiến với Giang Hạo của Địa Điện, có lẽ Trần Mộc còn có phần thắng, nhưng thực lực của Long Đằng Hải không kém liễu mộ thiên chút nào, đều đã đạt tới cảnh giới thần tàng tầng thứ ba. Trần Mộc cầm thẻ bài, quay đầu nhìn về phía thiên điện, phát hiện Long Đằng Hải cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Long Đằng Hải lộ ra nụ cười âm hàn, dường như có vẻ vô cùng hứng thú với trận đấu tới. Long Đằng Hải sao? Trần Mộc lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn vào vẻ mặt khiêu khích của hắn ta. Hắn quay sang nhìn về phía Liễu Mộ Thiên bên cạnh Long Đằng Hải, Liễu Mộ Thiên cảm nhận được ánh mắt của Trần Mộc, hắn ta nhìn thẳng lại, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh mỉm cười. So với Long Đằng Hải, tính cách Liễu Mộ Thiên lạnh lùng hơn, cũng cao ngạo hơn trong cả tông môn này không có mấy ai thật sự được hắn coi là đối thủ trần mộc đương nhiên cũng không ngoại lệ long đằng hải phát hiện trần mộc không nhìn mình thì sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm hắn cắn răng sát ý trong mắt càng đậm hơn các vị đều đã rút thẻ bài bây giờ dựa vào số trên thẻ đi lên lôi đài của mình đi trưởng lão áo bảo sám nói trần mộc thấy thế cũng không do dự nữa dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người hắn nhanh chóng nhảy vọt lên rơi xuống lôi đài số 7. bùng hai chân trần mộc vừa dẫm lên lôi đài liền phát ra một tiếng trầm đục nhưng đại địa dưới chân không hề có dấu hiệu nứt vỡ chắc là lôi đài này đã được ra cố lại rồi bề ngoài có rất nhiều kỳ thạch màu đen được nung chảy dưới ánh nắng mặt trời nó phản chiếu lại sáng bóng cổ xưa mà cứng rắn vượt xa lúc trước linh tư tông này ra tay đúng là xa xỉ lại còn nung chảy hắc thiết thạch trên lôi đài này nữa trần mộc kinh ngạc lẩm bẩm một câu lớp đá bên ngoài lôi đài này trần mộc nhìn một cái là nhận ra đây là hắc thiết thạch trong ninh quốc đây chính là kỳ chân dị thạch có thể dùng để luyện khí nhưng linh tiêu tông lại xa xỉ dùng nó để gia cố lôi đài chắc chắn trưởng lão của linh tiêu tông cũng biết trận chiến của bốn người đứng đầu sẽ bộc phát ra lực phá hoại kinh người thế nào cho nên mới sắp xếp gia cố bằng kỳ thạch như vậy mới đủ để bọn họ giày xéo không bao lâu sau long đằng hải cũng nhảy xuống toàn trường lập tức phát ra tiếng hoan hô không khí lập tức được đẩy lên cao trào Trần Mộc đối chiến với Long Đằng Hải sao? Sợ là Trần Mộc gặp phiền phức rồi. Phiền phức? Ta cảm thấy ngươi quá coi thường đệ tử mới Trần Mộc này rồi. Hôm qua tên này mới rớt chu khoan thành bùn nhão đấy. Ngươi cảm thấy Trần Mộc dễ đối phó sao? Tỉnh mộng đi. Có điều, sao chu khoan có thể so được với Long Đằng Hải chứ? Tên đó và Liễu Mộ Thiên đều đã là cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ ba rồi. Những tiếng nghị luận truyền ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Trần Mộc và Long Đằng Hải trên lôi đài. Ngược lại, bên phía Liễu Mộ Thiên và Giang Hạo của địa Điện lại không có quá nhiều người chú ý. Với thực lực bây giờ của Liễu Mộ Thiên, Giang Hạo thật sự không có phần thắng nào, trận chiến đó gần như không có quá nhiều bất ngờ. Còn bên phía Trần Mộc và Long Đằng Hải, hai người này đều là người độc ác. Những người so tài với họ gần như đều bị rớt chớt không toàn thay, biểu hiện ham rớt chóc này kích thích người xem trên đài hơn nhiều. Không ngờ Linh Điện luôn đóng cửa lại có một nhân vật như ngươi, khiến rất nhiều người của thiên điện chúng ta cảm thấy bất ngờ. Dưới sự chú ý của mọi người, Long Đằng Hải thả lỏng hai tay phía sau, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn Trần Mộc phía trước, thản nhiên nói: "Nhìn thấy độc tác và giọng điệu của Long Đằng Hải, đệ tử linh điện tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thằng này chảnh chóa cái gì vậy?" Trần Mộc lại chẳng có biểu hiện gì, không hề bị giọng điệu của đối phương chọc giận, chỉ ung dung nói: "Long sư huynh, ngươi bất ngờ là do tầm mắt của ngươi quá thấp thôi." Long Đằng Hải nhíu mày, Trần Mộc nói như vậy rõ ràng có ý chê cười tầm mắt của hắn hạn hẹp. Trần Sư Đệ đúng là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng tiếc nhanh mồm nhanh miệng lại là biểu hiện của người vô năng. Long Đằng Hải lạnh lùng nói. Nói xong, Long Đằng Hải cũng không nói nhảm nhiều, linh lực quanh thân bộc phát, một loại năng lượng màu xám trắng quỷ dị bao phủ quanh người hắn. Dần dần, quanh người hắn bắt đầu mọc ra gai xương bé nhọn, loại gai xương này giống như yêu thú nào đó, chỗ mũi nhọn còn hiện ra độc tố màu đen, bộ dạng cực kỳ dọa đáng sợ. Liếc mắt nhìn lại, Trạng thái bây giờ của Long Đằng Hải giống như là nửa người nửa yêu vậy. Đây là thứ gì? Mắt Hạ Chỉ Lan lộ ra sự lạnh lẽo. Đây là công pháp hắn tu luyện, Thiên cốt xuyên tâm quyết, bên cạnh Trình Vũ Hiên nói. Trình Vũ Hiên vẫn khá hiểu biết về Long Đằng Hải, Long Đằng Hải tu tập công pháp không thuộc về Linh Tiêu Tông mà là do gia tộc sau lưng hắn ta cung cấp. Gia tộc sau lưng Long Đằng Hải cũng được coi là có chút danh tiếng ở Nam Châu, mà công pháp hắn ta tu tập cũng không tệ so với bạn cùng lứa thì hắn ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy một gai xương màu xám trắng trải dài khắp toàn thân Long Đằng Hải, mùi hôi như thịt thối lẫn tanh tưởi của máu tràn ra ngoài. Đồng thời, mắt của hắn ta cũng dần biến thành màu đỏ đậm như chứa đựng sự hung tàn nào đó. Mặc dù Long Đằng Hải tỏ ra khá khinh thường Trần Mộc nhưng trong lòng hắn ta lại không như thế. Việc rớt Chu Khoan đã đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Bùm, bàn chân của Long Đằng Hải dẫm mạnh xuống đất, người lao nhanh về phía Trần Mộc, hai ngón tay vươn ra. Bên trên có linh lực màu xám trắng quấn quanh, mang theo sự sắc bén tấn công về phía cổ họng Trần Mộc. Sắc khí lạnh thấu xương, Long Đằng Hải vừa ra tay thì không hề nương tình. Trong con ngươi Trần Mộc phản chiếu hình ảnh hai ngón tay, đầu hắn nghiêng về sau một chút với góc độ khá khéo để tránh né thế công của đối thủ. Hừ, Long Đằng Hải hừ lạnh một tiếng như thể đã lường trước được, lúc này cơ thể hắn ta cũng nhích một chút, tiến thẳng về phía Trần Mộc. Chỗ nào trên người hắn ta cũng có gai xương chứa dựng sức sát thương đáng sợ bộp bộp gai xương sắc bén đâm xuyên không gian thậm chí còn vang lên những tiếng động chói tai tia sáng lạnh lấp lóe khiến mọi người có mặt kiêng rẻ trần mộc lui nhanh về sau tiếp theo chân dùng một điểm trên võ đài làm điểm tựa nhún một cái bay lên tránh né sự bám sát của long đằng hải muốn chạy à không có cửa đâu long đằng hải cười khinh miệt người cũng bay sọc lên đánh về phía trần mộc trên không trung hai người cứ một chạy một đuổi theo mũi chân trần mộc liên tục nhún nhẹ xuống lần này cũng có thể né tránh sự tấn công một cách suýt sao. Trên sân rộng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng không ngừng chạy đuổi theo nhau trên võ đài mà không hề có âm thanh va chạm nào truyền ra. Cứ đuổi miết như thế hết 10 hiệp. Bên dưới không ngừng phát ra âm thanh thẳng thốt vì dù thế công của Long Đằng Hải dữ dội nhưng dường như hắn ta chẳng thể chạm tới góc áo của Trần Mộc nữa là. Long Đằng Hải dần mất kiên nhẫn, vẻ mặt dữ tợn, hắn ta quát, Trần Mộc, ngươi chỉ có thể chạy trốn thôi à. Trần Mộc không nói gì, mà cơ thể linh hoạt vẫn luôn tránh né. Long Đằng Hải cắn răng, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, đột nhiên nâng tay, linh lực xám trắng bùng nổ chói mắt, tụ lại trong lòng bàn tay hắn ta tạo thành một ấn ánh sáng, tiếp theo nó được phóng ra. Thiên cốt xuyên tâm trưởng. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng, ấn ánh sáng bùng nổ, hư không chấn động, trong gió, ấn ánh sáng phóng to cỡ 10 trượng bao trùm cả võ đài, hướng về phía Trần Mộc. Rầm mặt ngoài võ đài không ngừng lắc lư như sắp không chịu nổi sức ép từ trường lực này. ánh mắt trần mộc co lại, không còn lùi nhanh nữa mà lật tay đánh ra một trường trực diện. bùm, tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng vàng sáng chói va chạm với linh lực xám trắng quỷ dị kia, âm thanh đinh tai nhức óc bùng nổ. tiếp theo, trần mộc thừa cơ di động, lướt qua võ đài, dùng tốc độ như chớp giật vọt ra sau lưng long đằng hải, hai ngón tay co lại như hai mũi thương sắc bén, đâm thẳng yết hầu long đằng hải. Long Đằng Hải đã đề phòng trước, không chút do dự mà lùi ra sau cực nhanh. Ù. Nhưng lúc này, hắn ta bỗng phát hiện võ đài dưới chân Như đã tách rời không gian xung quanh, chân mộc cũng biến mất, sau đó đã ở trước mặt hắn ta. Long Đằng Hải nào ngờ được sức mạnh ấn thần còn có thể dùng kiểu này, đồng tử phóng đại, phản ứng theo bản năng làm cho hắn ta vội vàng dịch chuyển cơ thể. Một tia sáng lạnh lóe lên, phụt, một khắc sau, máu tươi phun ra, giải đầy võ đài. Mọi người hốt hoảng. Trừng to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trên võ đài. Mọi người chỉ thấy ở vai của Long Đằng Hải xuất hiện hai cái lỗ đỏ ao, máu tươi đang chảy từ đó ra. Ngược lại, hai ngón tay Trần Mộc cũng dính đầy máu tươi, mùi tanh theo gió lan khắp cả võ trường. Long Đằng Hải bị thương rồi, nhanh vậy sao? Vừa rồi không phải còn đang đuổi theo Trần Mộc sao? Tự dưng thoáng cái tình hình đã đảo lộn. Hiện trường xôn xao, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ khó tin. Trên đài cao tông chủ không nhịn được mà híp mắt, dù là đông phương dịch cũng tỏ ra ngạc nhiên. Trận chiến của hai người này không giống như là hai người cùng cấp mà như là một cường giả đỉnh cao đứng đầu đang hạ cảnh giới để bắt nạt thế hệ sau vậy. Tên khón vô liêm sỉ. Long Đằng Hải tức giận tới mức mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta đường đường là thần tàng tầng 3 mà lại bị một thằng danh cảnh giới thông thiên chơi đùa như trêu khỉ. Trần Mộc từ từ lau đi vết mấu trên hai ngón tay, ngẩng đầu cười một tiếng, xem ra ngươi cũng không mạnh như ta đã tưởng. Nghe thế, sắc mặt Long Đằng Hải trở nên dữ tợn, đôi mắt càng thêm đỏ đậm, giọng lạnh lẽo, thằng ôn, ta nhất định sẽ xé nát miệng ngươi. Lời vừa dứt, hắn ta mở hai tay ra, bên trên là linh lực xám trắng tận trời, cả võ đài đều chấn động, áp lực không thể miêu tả tức khắc bao phủ toàn bộ. Lúc này, trời cũng tối xuống, nổi lên từng gợn sóng rồn rập khắp quảng trường. Mà Long Đằng Hải cũng đã bị linh lực xám trắng bao phủ toàn thân, gai xương tiếp tục dài ra không ngừng. Long sư huynh bắt đầu nghiêm túc rồi à. Tên nhóc linh điện kia gặp suối quẩy rồi. Đệ tử thiên điện phát ra những tiếng cười giễu cợt, họ biết Long Đằng Hải đã bị Trần Mộc chọc giận rồi. Người ở đây đều là những người mạnh nhất thiên điện, trong tay Long Đằng Hải sao có thể không sở hữu vài át chủ bài chứ. Hiện tại Long Đằng Hải đã mất kiên nhẫn trong việc đánh nhau với Trần Mộc nên bắt đầu sử dụng sát chiêu. Bên phía linh điện, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, hạ chỉ lan và trình vũ hiên tái mặt đồng thời cũng trở nên căng thẳng trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh lo lắng và bất an không thôi ầm ầm trên võ đài đang lắc lư kia gai xương không ngừng mọc dài ra từ hai tay long đằng hải cuối cùng nó tụ thành hai thanh viên nguyệt loan đao hai thanh đao này dài khoảng 10 trượng dọc theo thân đao có nhiều gai nhô ra trên thân đao có bám một loại khí tức chớt chóc lóe ra tia sáng lạnh như có thể cắt mở cả bầu trời thằng danh chớt cho ta Long Đằng Hải gầm lên một âm thanh không giống tiếng người, hai tay vùng xuống, hai thanh đao cũng tức khắc đâm xuống. Rào rạt. Âm thanh rồn dập vang vọng, trong hư không bị kéo thành hai vết mấu dài, sau đó dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người, đao mấu bổ về phía Trần Mộc. Hai thanh dao dài 10 trượng này mang theo huyết sát vượt qua võ đài, cắt võ đài lót bằng hắc thiết thạch ra hai vết xước dài, âm thanh đá vỡ truyền ra, võ đài cuồn cuộn bụi mù. Trần Mộc không hề lùi bước, Thiên Tùng Vân Kiếm đột nhiên bay vào trong tay hắn. Tiếp theo, dưới ánh nhìn của tất cả, mắt hắn từ từ nhắm lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tên này điên rồi. Thấy hành động của Trần Mộc, người ở hiện trường đều giật mình. Dù Hàn Giang Tuyết rất tin tưởng thực lực của Trần Mộc nhưng lúc này cũng không nhịn được mà đứng bật dậy, vẻ mặt chấn động. Người này rốt cuộc đang làm gì thế? Muốn chết sao? Bùm, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, không gian quanh người trần mộc như bị nghiền nát thành rất nhiều mảnh nhỏ rơi vãi khắp bốn phía thời gian như trôi chậm lại vào khoảnh khắc này một loại ý cảnh cổ xưa vờn quanh kết nối với trời đất chân hỏa lưu hồn bay ra từ trong khe hở không gian khiến nơi này biến thành cửu u luyện ngục trong tích tắc kiếm ý tim tất cả run lên không gian không thể tự vỡ như vậy được với thực lực hiện tại của trần mộc thì hắn không có năng lực kia tất cả là do kiếm ý biến ảo ra mà thôi nhưng cảnh trước mắt lại quá chân thật. Trong cửu u luyện ngục bị nghiền nát này, vô số yêu ma quỷ quái xông ra, tiếng hét thê lương như dưới địa ngục vang vọng khắp nơi này. Trần Mộc mở mắt vào lúc này, con ngươi thâm thúy như có khí thế của kiếm đế kiểm soát chỗ này. Vụt, đột nhiên trong đôi mắt của Trần Mộc lóe lên một ánh sáng lạnh, cơ thể hắn lập tức bắn ra ngoài. Một kiếm cửu u này cũng dẫn theo chân hỏa lưu hồn ngập trời, chớm ra ngoài. Nhát chớm mang theo lửa như vẽ một đường trong không gian, hừng hực, cuồn cuộn. Nhát chớm này lập tức xuyên qua 10 dặm, ngay cả hai thanh đao cũng bị cắt xuyên. Ẩm ẩm, thoáng cái hai tiếng nổ lập tức vang dội cả đất trời, hai đao nguyệt loan cũng bị chấn động của vụ nổ làm cho nứt vỡ. Trong tiếng nổ cũng xuất hiện vô số sóng linh lực và tàn dư đáng sợ tản ra xung quanh, ngay cả võ đài xây bằng hắc thiết thạch cũng không thể chịu nổi được sóng linh lực này mà nhanh chóng sụp đổ. Linh lực thổi quét khắp nơi, phá hủy vô cớ, làm giấy lên bụi mù như một trận thủy chiều thổi qua đất trời. Có vài đệ tử đang ở gần võ đài cũng khá xui xẻo, họ bị nguồn linh lực này hất văng ra ngoài. Cũng còn may là có trưởng lão mặc áo bào cho kịp thời lập một vách chắn ánh sáng, mới có thể chặn được sức sát thương của sóng linh lực, giúp mọi người xung quanh qua được kiếp nạn. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn ánh mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi nhìn mọi thứ đang diễn ra trên võ đài. Làm sao sát chiêu của Long sư huynh lại bị phá được chứ? bên phía thiên điện các đệ tử đứng ở đó đều siết chặt nắm đấm trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú vào tình hình đang diễn ra ở võ đài hàn giang tuyết cũng hơi đơ ra ngạc nhiên nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt chiêu vừa rồi của long đằng hải chỉ sợ ngay cả cường giả cấp thần tàng tầng thứ ba cũng không cản được ấy vậy mà trần mộc chỉ cần dựa vào sức mạnh của kiếm ý đã có thể phá tan nhát chớm đó rồi bụi mù dần tản đi để lộ một bóng dáng thiếu niên đầu trắng bị yêu quái vô tận vây quanh người đang đứng yên tại trên võ đài chân hỏa lưu hồn vẫn còn đang hừng hực cháy trên thân kiếm của hắn chúng đang di chuyển đầy nóng này mang tính hủy diệt khiến người khác nhìn mà khiếp vía tên tạp chủng đáng chết long đằng hải nhìn hình ảnh trước mắt mà gương mặt cũng u ám hắn ta hoàn toàn không thể ngờ được tên tiểu tử này có thể đỡ được đòn tấn công mạnh của mình như thế ngươi chỉ mới đỡ được một đòn của ta thôi nhưng bây giờ ta rất tò mò muốn xem ngươi chắn được mấy đòn của ta đây." Long Đằng Hải nghiến răng, linh lực xám trắng của hắn ta càng điên cuồng, tiếp tục tràn ra bao quanh cơ thể của hắn ta. Nhưng mà hắn ta chưa kịp đánh đòn tiếp theo, Trần Mộc đứng đối diện với hắn ta đã ngẩng đầu lên. Hiện giờ, trên gương mặt tuấn tú chỉ còn lại sự lạnh lùng, sát ý nhàn nhạt, nhạt. Hắn gằn giọng, "Ngươi đánh rồi thì cũng đến lượt ta chứ?" Thiên Tùng Vân kiếm của hắn đang cầm vẫn còn có chân hỏa lưu hồn vô tận bao quanh bên trên ngọn lửa dạo rực huyền bí nhưng lại mang theo kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ vụt ấn thần run lên lập lòe xuất hiện ra ngoài đại địa sau đó một vòng ánh sáng màu vàng sẫm huyền ảo tản ra ngoài vóc dáng của trần mộc cũng theo đó biến mất tăm một đường kiếm lóe sáng như sao trời nhanh như chớp vụt bay ra long đằng hải giật mình cảnh giác trước đường kiếm này nhưng ánh kiếm kia đến quá nhanh hắn ta không kịp né tránh đành vươn bàn tay mọc đầy xương gai đẩy ra ngoài nhưng ngay sau đó, vài tiếng răng rắc vang lên. Đống gai xương kia không thể chặn được ánh kiếm, sau vài giây đã bị chặt gãy thành hai nửa, rồi bắn tung ra xung quanh. Sao có thể, Long Đằng Hải âm thầm sợ hãi. Lúc này, kiếm của Trần Mộc không cho Long Đằng Hải kịp hiểu mọi chuyện là đã chớm một nhát nữa ra. Nhát kiếm lóe lên như chùm sao trời bay ra, muốn xuyên thủng qua trái tim người trước mặt. Thiên cốt xuyên tâm quyền. Long Đằng Hải không thể đứng yên chờ chớt được, vậy nên vẻ mặt hắn ta đầy dữ tợn sử dụng lực lượng để lần nữa mọc đầy gai xương trên hai nắm đấm sau đó điên tiết đánh liên tục hai nắm đấm nặng như chùy của mình ra ngoài mỗi một quyền hắn ta đấm ra khiến cho không gian rung động cuốn theo gió lốc cuồn cuộn đáng sợ những quyền này có là cường giả thần tàng cũng không thể nào chịu được ầm 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 trên võ đài từng trận gió mạnh nổi lên mỗi một quyền hắn ta đám ra rất nặng đủ đánh nát một ngọn núi nhưng bên trong vô số bóng sáng của kiếm bay ra liên tục, không đếm xuể, giống như hoa anh đào bay tán loạn đầy trời lại chứa sự bé nhọn, có thể chớm sắt như chớm bùn. Cứ mỗi khi nhát kiếm chớm chúng, gai xương trên nắm tay của hắn ta cũng bị gãy nát, từng cây một cứ thế rơi trụi. Binh binh choảng. Tiếng sắt va vào nhau, tia lửa bay tung tóe. Kiếm của Trần Mộc càng chớm nhanh hơn, trong khi đó cơ thể của Long Đằng Hải vẫn tiếp tục lui nhanh ra đằng sau. Bây giờ, nét mặt của hắn ta đã xuất hiện sự sợ hãi tận cùng. Hắn ta không ngờ, có lúc thiên cốt xuyên tâm quyền của mình không tác dụng. Sao thế được chứ? Bóng dáng của Trần Mộc nhào đến ngày càng gần, nhát kiếm lóe lên như là nhát chớm không có cây kiếm nào đỡ nổi, nó như có linh tính mà cứ lao thẳng về hướng trái tim của Long Đằng Hải. Giao quang thấu cốt đại pháp. Long Đằng Hải hét lên, linh lực bao phủ quanh cơ thể hắn ta bắt đầu bùng nổ, ánh sáng màu xám trắng di chuyển cuồn cuộn giống như thủy triều đang gào thét ập đến. Chỉ trong lúc này, gai xương bao quanh cơ thể Long Đằng Hải lại mọc lên chi chít, nhiều vô số kể. Những ngọn gai xương này lóe lên chút ánh sáng trong suốt mờ ảo như Bạch Ngọc người xưa từng nói. Dưới ánh sáng lập loài này, mọi người có thể nhìn thấy một nguồn lực cứng cỏi và không thể nào di chuyển tỏa ra bên trong những ngọn gai xương kia. Trật Long Đằng Hải đưa ra một tay, bàn tay khô gầy của hắn bây giờ đã trắng bệch không chút mấu, mà chỉ còn xương trắng như ngọc lập lòe dưới ánh sáng. Dầm, Long Đằng Hải áp xuống một trường, ánh sáng trắng như ngọc nhàn nhạt, nhạt lập tức nổ vang trên võ đài. Đồng thời, vụ nổ này cũng phá hủy vô số ánh kiếm đang bao phủ trước cơ thể mình. Chớt đi cho ta. Long Đằng Hải lại chuyển tay tấn công, bàn tay trắng như ngọc của hắn ta giống như tay tử thần, vừa chỉ mới vươn ra là đã xé rách trời. Thậm chí nó có xẹt qua đầu trần mộc nhanh như chớp khiến hắn hoàn toàn không chịu tiêu hóa xong tình hình. Trần Mộc thấy trưởng sắp đến, lập tức lật tay trưởng một cái ra ngoài. Linh lực màu vàng mạnh mẽ thổi qua, lập tức tạo thành một trường ấn kinh thiên động địa đập thẳng vào giữa bàn tay trắng như ngọc kia. Ầm, tiếng nổ vang rung trời, theo đó linh lực cuồn cuộn cũng ảo ra. Võ đài dưới chân của hai người đã không chịu nổi lượng sức mạnh đáng sợ này mà nứt toạc ra tạo thành từng vết sạn nứt như mạng nhện, rồi lan ra khắp xung quanh. Trong khi đó ánh sáng trắng như ngọc và ánh sáng vàng kia vẫn đối chọi gay gắt, thoáng chốc mọi người chỉ nghe được tiếng vọng nặng nề phát ra. Không ngờ, ánh sáng màu trắng kia có thể trùm lên ánh sáng vàng, đẩy lùi cả cơ thể Trần Mộc ra sau. Trần Mộc gầm lên một tiếng rồi, phun một ngụm máu tươi khỏi miệng. Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan với Trình Vũ Hiên nhìn thấy hình ảnh này mà đáy lòng lột bộp, lo lắng mà hét lên. Bên chỗ thiên điện, các đệ tử nhìn thấy Long Đằng Hải lại chiếm được ưu thế lần nữa thì lập tức cong khóe môi, nở nụ cười đầy châm chọc hắn thật sự cho rằng chỉ với vài chiêu kiếm thuật đó là có đủ trình độ đánh trên cơ với Long Sư Huynh à. Dù sao, Long Sư Huynh cũng là đệ tử đứng đầu thiên điện của chúng ta, sao có thể so sánh với một vài thứ nhãi nhép như linh điện được. Lần này đến lượt Long Sư Huynh lội ngược dòng rồi. Tiếng ồ vang lên như sấm dậy. Những người đứng xem ở đây đều tỏ vẻ căng thẳng, đúng là át chủ bài Long Đằng Hải giữ rất nhiều, chỉ với giao quang thấu cốt đại pháp cũng đã sánh ngang hành với thiên giai võ học rồi bên võ đài trần mộc vươn tay từ từ lau vết máu trên khóe miệng ngẩng đầu lên ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú vào long đằng hải trong đôi mắt đó vẫn trong vắt như nước không chút hứng thú hay gợn sóng nào hừ đồ thích ra vẻ long đằng hải khinh thường hừ lạnh rồi lập tức vươn ra bàn tay khô gầy chỉ còn lại xương ánh sáng trắng như ngọc lại lần nữa bùng phát và càng thêm xinh đẹp ảo diệu hơn cả lần trước linh khí trong thiên địa bắt đầu dao động dữ dội giống như bị hắn ta hút lấy gió cũng mạnh dần lên như đang gào thét. Trong lúc này, không khí trở nên căng thẳng đến cực hạn. Tất cả mọi người nhìn thấy thế cũng biết Long Đằng Hải muốn kết thúc trận chiến rồi. Dầm, lúc này võ đài bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai. Lúc này một người trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng quăng ra sau như con diều đứt dây rồi ngã dạp ở ngoài võ đài. Ta, ta nhận thua. Người áo bào màu xanh ôm ngực mình, gương mặt tái nhịch nhăn nhúm, đau đớn mà vội vàng nói. Mà bây giờ bên kia võ đài, liễu mộ thiên hờ hững, lạnh nhạt đứng thẳng tắp ở đó. Bộ quần áo màu trắng hắn ta mặc trên người lại vô cùng sạch sẽ, không chút dấu vết bụi bặm nào giống như trận chiến vừa rồi không khiến hắn ta cảm thấy chút áp lực nào. Đó là thực lực của liễu mộ thiên sao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía hắn ta, âm thầm xuất hiện chút e dè. Tên nhóc này, Trình Vũ Hiên cắn răng, trên gương mặt cũng xuất hiện một sự ngạc nhiên tuy nàng ta có thể dự đoán được liễu mộ thiên sẽ thắng trong trận so tài này nhưng lại không ngờ trận chiến của hắn ta lại kết thúc nhanh như vậy thậm chí nó kết thúc nhanh hơn cả trận so tài của trần mộc nên biết địa điện giang hạo cũng là cường giả cấp thần tàng tầng thứ ba đấy liễu sư huynh thắng nhanh quá xem ra ta cũng nên kết thúc trận chiến này sớm rồi long đằng hải nhận thấy tình hình chiến đấu ở võ đài bên cạnh hắn ta liếm môi nở nụ cười trêu chọc bất ngờ linh lực sau lưng hắn ta run lên dồn hết toàn lực ngưng tụ vào bàn tay phải xương sầu của hắn ta. Sau đó, hắn ta mở lòng bàn tay ra ngay lập tức có một bóng rồng chói mắt bay ra rồi lao vút lên trời. bóng rồng này giống như được chế tạo từ ngọc nguyên chất, xung quanh nó bao bọc bởi ánh sáng trắng. trong lúc đang bay lượn ra uy lại có thể thấy sức sát phạt ngập trời ùa ra. giao quang thấu cốt đại pháp bạch ngọc long, long đằng hải hét lên rồi trường mạnh ra ngoài, không khí bị trường ảnh hưởng nên cũng dao động bóng rồng lập tức bắn vào không trung như một chùm sáng. Rào. Tiếng gầm của rồng vang vọng khắp đất trời, linh quang rót vào bóng rồng kia liên tục khiến nó to lên nhanh chóng. Có thể nói hiện tại, nó to đến 10 trượng và đã che trời, đầy hung dữ. Bất chợt, Long Đằng Hải đè đầu ngón tay xuống, Bạch Ngọc Long lập tức nhận lệnh gào lên, lao vào Trần Mộc kéo theo sự chấn động và xé rách không khí như muốn hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người xung quanh đều sợ hãi bởi họ có thể cảm nhận được sức tàn phá của Bạch Ngọc Long kia. Sức mạnh này, dù là cường giả thần tàng tầng thứ ba thì e không thể nào chống nổi. Trần Mộc, Trình Vũ Hiên căng thẳng nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo trắng ở trên võ đài. Ngay lúc này, mọi người vẫn thấy Trần Mộc đứng yên tại chỗ trong khi bóng của con rồng khổng lồ kia vẫn nhanh chóng to dần trong tầm nhìn của hắn. Khi con rồng kia đến càng ngày càng gần, không ngờ khóe môi của hắn lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn nâng thiên tùng vân kiếm lên, không gian phía sau bị chân hỏa lưu hồn phóng ra, thiêu đốt mà vỡ nát. Ngọn lửa vô tận liên tục bốc lên, đốt cháy toàn bộ võ đài. Ầm. Ánh lửa bùng lên ngút trời, mọi người có thể thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái mờ ảo đang ảo ạt trồi lên. Ngay sau đó, một ảo ảnh pháp thân mờ nhạt lao ra từ vô số ảo ảnh linh hồn và xuất hiện trong thiên địa với sức mạnh đe dọa vô cùng đáng sợ. Vô tướng pháp thân này chỉ là một ảo ảnh, nhưng khí thế của nó lại khủng khiếp hơn Bạch Ngọc Long rất nhiều. Rầm rầm. Lúc này, trên đấu trường chỉ còn thấy chân hỏa lưu hồn cuồn cuộn và đập liên tiếp vào từng lớp bạch ngọc, hệt như hai viên ngọc thạch. Ánh sáng kinh người phóng ra, bao trùm khắp không gian. Ngọn lửa và ánh sáng trắng tạo thành hai trụ vút trời, đâm thẳng vào lòng đất, khiến đấu trường đứt đôi thành hai nửa, cát bụi cuồn cuộn phủ kín khắp nơi. Ánh mắt của tất cả mọi người chất chứa đầy vẻ kinh hãi, nhìn chăm chằm vào vụ va chạm trên đấu trường. Hai người này đều là thanh niên đồng trang lứa thật sao? Ai nấy đều thốt lên bàng hoàng. E là mấy trưởng lão của Linh Tiêu Tông có đánh nhau thì cũng không được ngoạn mục như hai người này. Trên ngai vàng phía cao, Hàn Giang Tuyết không kìm được mà đứng phát dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía đấu trường, lặng lẽ siết chặt nắm đấm tay, cầm đẫm mồ hôi. Chỉ thấy ngọc lưu hồn chân hỏa ấy hệt như có sức mạnh xuyên thấu vô biên, điên cuồng gặm nhấm bóng dáng của con rồng khổng lồ, gắng gượng xé nát nó. Bên ngoài bóng rồng được làm bằng bạch ngọc trong suốt như pha lê lớp vảy do bạch ngọc tạo thành hệt như lớp phòng ngự cứng nhất trên đời ngọn lửa mạnh đến nhường nào cũng khó mà xuyên qua được tên chớt tiệt ngươi chưa có tư cách chớm con rồng bạch ngọc của ta đâu long đằng hải nhếch mép cười khinh bỉ sắc mặt hắn ta dần trở nên hung hãn hai tay đẩy mạnh về phía trước hắn đã sử dụng thực lực cấp tầng thứ ba của cảnh giới thần tàng tới giới hạn cực điểm rồi dầm khi được truyền linh lực bóng rồng khổng lồ đó ngay lập tức gầm thét lên đẩy chân mộc đang trong phép tàng hình bay thẳng ra ngoài Trần Mộc cầm Thiên Tùng Vân Kiếm trong tay, vừa hay lại đặt ngay trên lớp vảy của bóng rồng khổng lồ. Ngay lúc linh lực ập tới từ tứ phía, cơ thể hắn ngay lập tức lùi lại phía sau từng bước một. ấn xuống cho ta. Ánh mắt Long Đằng Hải đầm đầm sát khí, hét lớn lên rồi dùng sức mạnh tay ấn mạnh xuống. Dầm và rồi, chỗ Trần Mộc đang đứng lại một lần nữa đổ nát. Hắc Thiết Thạch cứng như vậy mà cũng tan thành cát bụi, hệt như đậu phụ bị dầm nát vậy. Sức ép đáng sợ đó khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm cứng rắn như hắc thiết thạch mà còn bị tan vỡ thì sức mạnh này còn có thể đạt tới mức khủng khiếp như thế nào đây? Không ngờ là ngay cả hắc thiết thạch cũng không chống chọi được với chiêu trò của Long Đằng Hải, ở phía ngai vàng trên cao, chủ môn điện không nhịn được mà bật cười. Nhưng cuộc thi này cũng sắp kết thúc rồi, Đông Phương dịch cười nói. Đôi mắt ông ta hướng về phía bóng dáng nhỏ bé trên đấu trường, ánh mắt thoáng hiện một vài tia sáng dạng ngời. Đến lúc này rồi, ông ta cũng muốn xem xem chàng thanh niên này còn cất giấu chiêu trò gì nữa. Trên đấu trường, Trần Mộc điên cuồng chống cự lại sự chấn áp của bóng rồng khổng lồ lên trên đỉnh đầu, ánh mắt vô cùng cam phẫn. Muốn chấn áp ta ư, mau chết đi, Trần Mộc buông một lời lạnh lùng. Linh khí quanh cơ thể Trần Mộc cuồn cuộn trào dâng, vùng cửu u mênh mông phía sau hắn cũng đột nhiên rung chuyển, sau đó, nút giao giữa đất và trời dường như tạo thành một cuộc giao hưởng náo nhiệt hơn, một loạt âm thanh hồng lữ vang lên một cảnh giới vi diệu đến khó tả lan tỏa ra. Đây là kết quả to lớn của kiếm ý sao. Cảm nhận được cường độ của loại kiếm ý này, tất cả mọi người trên khán đài đều vô cùng kinh ngạc. Cấp độ của kiếm ý này dường như cũng đã đạt đến tầm cao kiên cố hóa thành cảnh giới. Dầm, lúc này, một cơ thể dùng thuật tàng hình ở phía sau Trần Mộc bất ngờ bành trướng mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ sọc lên để lộ ra vẻ giận dữ, hai tay đầy mấu tươi thò ra, túm lấy vết nứt không gian xé tan thêm lần nữa. Chật, không gian như một tờ giấy bị xé nát và rồi cái bóng hư vô khổng lồ của nó lại bước ra từ thế giới sâu thẳm vừa được mở ra mẹ kếp, nếu không phải biết rõ cảnh tượng này chỉ là ảo giác do kiếm ý tạo thành thì ta đây còn tưởng tên đó gọi một tên ma vương đến thật ấy chứ có người ở trong quảng trường lớn tiếng chửi vẻ mặt vô cùng ghê gớm rầm cơ thể tàng hình tung một đòn ra chân hỏa lưu hồn hùng vĩ lập tức bùng lên và rồi lại được thiên tùng vân kiếm của trần mộc hấp thụ hoàn toàn lập tức trần mộc hệt như đang cầm một thanh kiếm thần trong tay ánh kiếm xoẹt ngang trời bóng con rồng khổng lồ cũng bị chớm đôi thành hai nửa sao lại có thể thế được chứ long đằng hải khẽ run lên nói rồi trong lúc hắn ta còn chưa kịp định thần lại con rồng bạch ngọc kia đã nổ tung phịch một tiếng vang rền trời linh lực ngút trời bỗng chốc hợp thành một cơn vũ bão cuồn cuộn lao tới quét bay người long đằng hải và đập thẳng vào vùng biên của đấu trường long đằng hải phun ra máu tươi hắc thiết thạch ở phía sau lưng hắn ta bị va đập vỡ tan thành cát bụi. Không thể nào, không thể nào. Long đằng hải ôm ngực, vẻ mặt điên dại. Sao hắn ta lại có thể thua được chứ? Hắn ta đường đường là kẻ mạnh cấp tầng thứ ba của cảnh giới thần tàng, lại còn có tài nguyên tu luyện cao cấp của thiên điện. Và lại hắn còn biết nhiều tuyệt chiêu sát mạng, đến cả cấp thiên tài như liễu mộ thiên gặp hắn ta còn phải kiêng rẻ. Nhưng tại sao hắn ta lại có thể thua một tên nhóc cấp tầng thứ tư của cảnh giới thông thiên như Trần Mộc được chứ? Xoẹt! Lúc này, một cơn vũ bão gầm gừ từ phía bên kia của đấu trường, hơn nữa còn ẩn chứa sắc khí lạnh ớn người. Đến lúc ngươi về trầu trời rồi đấy, một giọng nói lạnh như băng thốt lên. Ngay lập tức một ánh sáng lạnh lùng vụt qua, đâm thẳng vào tim của Long Đằng Hải. Dừng tay, ở phía ngai vàng trên cao, điện chủ thiên điện sững người, Cả người lao xuống dưới hệt như muốn cản trở tất cả mọi thứ xảy ra. Long Đằng Hải là nhân tài top đầu của Linh Tiêu Tông, nếu hắn ta chết rồi thì ngay cả Thiên Điện cũng vô cùng tiếc thương. Nhưng Trần Mộc dường như đã lường trước được tất cả, sức mạnh của ấn thần phát ra khiến cả người hắn lập tức tan biến. Xủy. Trong nháy mắt, một luồng sáng xoẹt ngang cổ Long Đằng Hải, điện chủ Thiên Điện vừa lao xuống đấu trường nhưng cũng đã quá muộn rồi. Long Đằng Hải há hốc miệng, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, rồi ngã ngửa ra sau hắn ta đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Hai, ở ngay vàng trên cao, Đông Phương Dịch thở dài. Trong trận đấu này, Long Đằng Hải đã thể hiện rất xuất sắc, nếu như để hắn ta sống sót thì sau này Linh Tiêu Tông chắc chắn sẽ đào tạo ra một kẻ mạnh, nhưng đáng tiếc là hắn đã bị rớt không nương tay và chết ngay tại trận. Suy cho cùng cũng là vì Thiên Điện và Linh Điện có mối thù sâu sắc, hơn nữa, quy tắc của môn phái cũng quá đỗi tàn khốc. Tên súc sinh, ngươi tự tìm chỗ chết à? điện chủ thiên điện thấy long đằng hải đầu lìa khỏi cổ tức đến nghiến răng nghiến lợi vì long đằng hải vốn là nhân tài hiếm của thiên điện bọn họ vậy mà lại bị trần mộc rớt chớt thê thảm như vậy lúc này hàn giang tuyết cũng vội vàng lao xuống đứng trước trần mộc đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm điện chủ thiên điện lạnh lùng nói này điện chủ thiên điện ông đừng quên quy tắc của cuộc thi đình chính là như vậy kẻ đầu hàng thua bị đánh chớt cũng thua và trần mộc cũng không hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào của môn phái cả Chẳng lẽ đệ tử Thiên Điện của ông rớt chết đệ tử Linh Điện của ta, rồi đệ tử Linh Điện của ta lại không được phép rớt chết đệ tử Thiên Điện của ông sao? Bọn ta cũng làm theo quy tắc cả. À? Điện chủ Thiên Điện đỏ mặt tía tai, ánh mắt đầm đầm sắc khí nhìn chằm chằm Trần Mộc. Trần Mộc bĩu môi, chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, chỉ tập trung lau vết mấu dính trên Thiên Tùng Vân Kiếm rồi rời khỏi đấu trường. Thấy vậy, rất nhiều đệ tử trong quảng trường đều vô cùng sững sờ. Tên nhóc này khá lắm. Thấy Trần Mộc không chút mảy may để ý tới mình, điện chủ Thiên Điện càng thêm tức tối, tức đến run người. Khụ, phía trên cao, chủ môn phái khẽ ho nhẹ một cái, hệt như ra hiệu cảnh cáo. Điện chủ Thiên Điện tức không dám làm gì, đành hít một hơi thật sâu rồi gầm gừ nói, "Được, được lắm, ta đúng là đã xem thường linh điện các ngươi quá rồi, trận đấu lần này chúng ta thua." Nói xong, điện chủ Thiên Điện phủi tay áo rời đi. Trận đấu kết thúc, đệ tử linh điện Trần Mộc giành phần thắng ông già mặc áo dài xám tuyên bố. Ô, trong phút chốc, cả quảng trường ồ lên rầm rộ, những đôi mắt sáng rực lửa đều nhìn về phía bóng dáng chàng thanh niên anh tú đó. Thắng rồi, thật sự đã thắng rồi. Xuyên thẳng tới tầng thứ 9 sao? Mẹ kép, thằng nhóc này sao lại ghê gớm vậy chứ? Thật không thể tin nổi. Đó là Long Đằng Hải, là một trong những thiên tài top đầu của thiên điện đó, lại tàn bạo có tiếng như liễu mộ thiên, vậy mà đều bị tên nhóc này đánh chết rồi trong âm thanh gieo hò vang dội đó rất nhiều người lại một lần nữa nhìn chằm chằm về phía trần mộc và trong ánh mắt của bọn họ có thêm nhiều phần ngưỡng mộ thế giới này là vậy không có thực lực sẽ bị người khác chèn ép trà đạp có thực lực thì sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác thắng rồi trần mộc của chúng ta thắng thật rồi hạ chỉ lan siết chặt nắm đấm gương mặt lộ rõ vẻ mừng vui tột độ tên nhóc này trình vũ hiên gượng cười đánh mắt nhìn về phía đấu trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người chàng thanh niên ấy trở nên vô cùng sáng lạn, trong lòng chợt có một cảm xúc phức tạp. Ai mà ngờ được là người cuối cùng lật ngược tình thế trong cuộc thi đình lần này lại là một chàng thanh niên khi vừa mới gia nhập môn phái bị tất cả mọi người coi thường chứ. Ở phía anh điện, phong vu mộc hơi sững người, đặc biệt là sau khi thấy thực lực kinh ngạc của Trần Mộc, hắn ta càng thêm choáng váng. Nghĩ lại ban đầu Trần Mộc cũng chỉ có thực lực ngang tầm với hắn ta, vậy mà chưa được bao lâu đã có thể đánh bại được Long Đằng Hải như vậy. Nghĩ đến đây, Phong Vu Mộc không kìm được mà trách móc ông già trước mặt, tất cả là tại ông đấy, chẳng phải ban đầu tôi bảo ông lôi kéo hắn vào anh điện sao. Giờ thì xem chuyện hay mà ông làm đi, nếu không thì anh điện ít nhất cũng tranh được hạng nhì rồi. Ông già khẽ xoa đầu chọc lốc, vẻ mặt buồn bực. Vô lý vậy. Tên này chẳng phải chỉ có căn linh ngũ hàn thôi sao? Sao lại có thể bộc phát được thực lực phi thường này chứ? Điện chủ địa điện điện trầm mặc không nói lời nào nhưng cũng thoáng hiện sắc mặt khó coi, dường như sâu trong lòng ông ta đang có một dòng tâm trạng phức tạp. Hạ Phi Vũ ở bên cạnh cười nói, sao nào? Hối hận rồi à? Điện chủ địa điện gượng cười, có hơi hơi, tên nhóc này nếu như gia nhập địa điện của ta thì bây giờ hân hoan tỏa sáng trong thắng lợi phải là địa điện của chúng ta mới đúng. Còn về phía linh điện, Hàn Giang tuyết siết chặt nắm đấm tay, không kìm được mà xông lên kéo Trần Mộc về. Nàng ta thật sự muốn xem rốt cuộc trong cơ thể của Trần Mộc có chứa những thứ gì. Trong một góc của đám người thiên điện, Liễu Mộ Thiên mặc một bộ quần áo trắng toát không chút bụi trần, đứng lặng yên ở một góc. Trước những tiếng hô hào náo nhiệt, đôi mắt đen nháy của hắn ta không hề dao động, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Trần Mộc, mím chặt môi không nói lời nào. Liễu sư huynh, lát nữa nhất định phải rớt chớt hắn, nhất định phải báo thù cho Long sư huynh nhé. Thiên điện chúng ta đã có rất nhiều đệ tử đổ mấu, thiệt mạng dưới tay hắn rồi, nếu như không rớt hắn cho hả giận thì bất công quá rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm liễu mộ thiên với ánh mắt tràn ngập hy vọng đối với bọn họ bây giờ người có khả năng rớt chớt được trần mộc chỉ có mỗi liễu mộ thiên mà thôi sau khi nghe xong những lời này liễu mộ thiên khẽ đánh mắt nhìn xuống trả thù cho long đằng hải sao hắn ta không hề có hứng thú với việc này hơn nữa mặc dù hắn ta và long đằng hải cùng là đệ tử trong thiên điện nhưng giữa hai người họ không có tình bạn nào cả ngược lại còn từng âm thầm tranh đấu không biết bao lần để tranh giành nguồn tài nguyên tu luyện trả thù cho hắn ta sao kha kha đúng là nực cười nhưng liễu mộ thiên cũng nheo mắt lại đôi mắt đen nhìn xa xăm thoáng hiện vẻ lạnh lùng thay vì chiến đấu để báo thù cho long đằng hải thì hắn ta lại muốn dẫm đạp hết đám đệ tử đang gieo hò rầm rộ kia đến lúc đó không biết đám người linh điện sẽ có biểu cảm thú vị ra sao điều này mới là điều hắn cảm thấy hứng thú trần mộc quay về lại linh điện trình vũ hiên lao đến cười với hắn cảm kích nói nhóc này tuổi nhỏ mà cũng thủ đoạn gớm đấy Sư tỷ, người đang trách ta sao? Trần Mộc nhếch mép cười đáp. Trình Vũ Hiên lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ, cười nói tiếp, ta đang muốn nói ngươi ra đòn chí mạng hay, cũng có lúc nếu không có thủ đoạn ghê gớm thì sẽ dễ bị người khác ăn tươi nuốt sống. Trần Mộc mỉm cười, cố tình chắp tay, sư tỷ dạy trí phải, nhưng về khoản ăn tươi nuốt sống này thì người mới có nhiều kinh nghiệm, đệ tử ta xin lĩnh hội. Ngươi, chẳng thấy khi nào nghiêm túc được cả. Trình Vũ Hiên bị chọc cho bật cười, liếc mắt chừng hắn một cái, rõ ràng là nàng ta đang nói chuyện đấu tranh sinh tử, vậy mà Trần Mộc lại lái sang chủ đề gì vậy? Nàng ta phát hiện thấy hắn rất hay có kiểu đánh lái chủ đề theo hướng khác. Đây là trận đấu cuối cùng rồi, ngươi còn trụ nổi nữa không? Trình Vũ Hiên hơi nhớn mày nhìn về phía Trần Mộc, gương mặt nàng ta ban nãy còn cười nói tít mít, giờ đã trở nên nghiêm nghị lạ thường. Mặc dù ngoài mặt Trần Mộc tỏ vẻ ung dung, nhưng thực chất Trình Vũ Hiên cũng biết rõ trong trận đấu với Long Đằng Hải khi nãy, Trần Mộc đã chịu rất nhiều chấn thương. Tạm thời không chết được ngay đâu, Trần Mộc cười nói. Trình Vũ Hiên im lặng liếc hắn một cái rồi nói, này, ta đang nghiêm túc với người đấy, Long Đằng Hải và Liễu Mộ Thiên không phải mạnh như nhau đâu, đừng có coi thường hắn ta. Mặc dù nói hai người họ đều là kẻ mạnh cấp tầng thứ ba của cảnh giới thần tàng, nhưng ta nghe nói là trong thiên điện, Liễu Mộ Thiên và Long Đằng Hải đã từng tranh đấu vài trận, nhưng lần nào cũng là Liễu Mộ Thiên giành phần thắng, Long Đằng Hải dẫu thủ đoạn nhiều vô kể nhưng chưa từng thắng được hắn ta lần nào cả. Ừm, Trần Mộc gật đầu, gương mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ điềm tĩnh nói, Long Đằng Hải đương nhiên là không đánh nổi Liễu Mộ Thiên rồi. Ngay cả khi Liễu Mộ Thiên có nhường hắn ta ba chiêu thì Long Đằng Hải vẫn sẽ thua mà thôi, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Trình Vũ Hiên thoáng có vẻ không tin, sao lại nói vậy? Trần Mộc đánh mắt nhìn xuyên qua đám người về phía Liễu Mộ Thiên của Thiên Điện với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rất đơn giản, đó là vì hắn ta là một bậc thầy kiếm đạo. Người như Long Đằng Hải chắc chắn sẽ không đánh nổi bậc thầy kiếm đạo của cảnh giới cung cấp, Trần Mộc đáp. Dường như Liễu Mộ Thiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Trần Mộc, ánh mắt lạnh lùng của hắn ta cũng dồn về phía Trần Mộc, ánh mắt hai người va vào nhau, và rồi Liễu Mộ Thiên nhếch mép cười lạnh lùng. Bậc thầy kiếm đạo đối đầu với bậc thầy kiếm đạo, trận đấu này chắc hẳn sẽ ngoạn mục hơn cả trận đấu với Long Đằng Hải. Sao lại thế chứ, trước đây liễu mộ thiên chưa từng động tới kiếm thuật à không hắn ta còn chưa từng dùng qua vẫn luôn đấu tay không vậy thì sao hắn ta có thể là một bậc thầy kiếm đạo được chứ trình vũ hiên mở to hai mắt ngỡ ngàng khó tin trình vũ hiên vẫn luôn theo dõi các trận đấu của liễu mộ thiên hơn nữa hạ chỉ lan cũng từng chiến đấu với hắn ta nhưng đối phương dường như chưa từng dùng kiếm vậy nên tin này khiến nàng ta vô cùng phấn khích là một bậc thầy kiếm đạo Vậy mà trong cuộc thi đình quan trọng như này lại chưa từng dùng đến kiếm, sao lại thế chứ? Sở dĩ hắn ta không dùng kiếm trong cuộc thi đình là vì đối thủ mà hắn ta gặp đều không có tư cách để hắn phải đụng đến kiếm, Trần Mộc đáp. Vậy sao ngươi lại biết hắn là bậc thầy kiếm đạo chứ? Trinh Vũ Hiên thắc mắc hỏi. Nếu đối phương chưa từng dùng kiếm thì rõ ràng là không muốn người khác biết rõ lai lịch, vậy mà Trần Mộc lại biết rõ về hắn ta như vậy. Một khi người cầm kiếm hiểu được ý niệm cảnh giới thuộc về chính mình, cho dù không dùng kiếm thì vẫn sẽ thoáng hiện ánh kiếm nào đó. Hoa cỏ, lá cành thậm chí vạn vật trong đất trời đều có thể hóa thành kiếm, kiếm trong tay hắn ta đã trở thành hư vô. Ngay cả khi hắn ta có đấu bằng tay không thì cũng khó mà thoát mạng được, Trần Mộc giải thích. Nghe vậy, Trình Vũ Hiên khẽ giữ người, sau đó gương mặt lộ vẻ trầm tư, hệt như đang ngẫm thật kỹ lời của Trần Mộc. Trần Mộc nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng ta cũng không nói gì thêm nữa, khi kiếm pháp đạt đến đỉnh cao thì sẽ lấy thân mình làm vạn vật lấy vạn vật làm kiếm và lấy kiếm khống chế vạn vật và bằng chứng chính là kiếm đạo. Đương nhiên, con đường kiếm đạo này đi ra sao, có thể lĩnh hội được đến mức độ nào thì mỗi người lại một khác, một nghìn người thì có một nghìn kiếm đạo khác nhau. Sau khi đùa với Trình Vũ Hiên vài câu, Trần Mộc mới khoanh chân ngồi dạp xuống đất, bắt đầu nhập vào trạng thái điều hòa, bổ sung thêm linh lực cho cơ thể, còn Liễu Mộ Thiên ở phía xa cũng đang nhắm chặt hai mắt hệt như đang nghỉ ngơi dưỡng thần. Trận đấu cuối cùng này không ai dám coi thường đối thủ mà đều chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Phía quảng trường vốn đang náo nhiệt cũng dần lắng xuống, tất cả mọi người đều trật tự chờ đợi trận quyết chiến bắt đầu, khoảng nửa giờ trôi qua. Bầu trời vốn trong xanh dần dần trở nên tối tăm, vô số đám mây đen kéo đến, che đi ánh nắng chói trang và rồi che khuất cả khoảng trời phía trên quảng trường thiên sơn, khiến không gian trở nên bí bách. Dầm dầm, sấm sét lóe lên trong đám mây đen, tiếng sấm sét như tiếng rồng giận dữ gầm vang ở trên bầu trời u ám một cơn cùng phong quét qua bầu trời cuộn bay cát bụi phủ khắp không gian không ít người ngửi thấy có mùi mưa bão sắp tới sắp mưa à trình vũ hiên giơ tay ra đôi tay ngọc ngà mỹ miều dưới cơn cùng phong hiện ra vô cùng mướt ngay lập tức nàng ta không kìm được mà ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trong lòng thoáng có chút lo lắng cơn mưa này đến thật không đúng lúc trên quảng trường rất nhiều đệ tử cũng đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mặt biến sắc rồi đánh mắt nhìn về phía hai bóng dáng trầm mặc chỉ thấy hai người liễu mộ thiên và trần mộc ngồi im bất động tâm trí không hề chịu ảnh hưởng của mưa bão mưa bắt đầu tuôn rơi từ bầu trời cao thẳm rồi ào ào càng lúc càng nặng hạt hệt như một tấm màn gió sâu bằng hạt khổng lồ treo giữa trời đất và trong cơn mưa bão ấy tất cả mọi người trong quảng trường không hề có ý định rời đi vẫn đứng chờ đợi xem ra có rất nhiều đệ tử đều rất trông chờ trận quyết đấu này phía ngai vàng ở trên cao chủ môn phái nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên nói trận đấu dưới mưa chẳng phải thú vị hơn sao đông phương dịch cười nói ông già mặc áo dài xám đứng giữa đấu trường cũng chưa nói gì về việc dừng cuộc thi huống hồ là đang mưa như chút nước cho dù có rông bão lớn tới mấy thì sẽ không bao giờ dừng trận quyết chiến cuối cùng này khoảng 10 phút sau trong cơn mưa bão ông già mặc áo dài trắng mới nghiêm nghị thông báo trận quyết đấu cuối cùng của cuộc thi đình giữa đệ tử thiên điện liễu mộ thiên và đệ tử linh điện trần mộc bắt đầu keng một tiếng chuông chói tai vang vọng giữa đất trời trong chốc lát cả quảng trường bắt đầu rầm rộ lên chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ vậy là cuối cùng trận đấu này cũng sắp bắt đầu dưới cơn mưa xối xả trần mộc và liễu mộ thiên lần lượt mở mắt ra hai đôi mắt đen láy không chút dao động và rồi cơ thể của họ đồng thời lao vút đến võ đài ngươi biết tính cách của ta ta cũng biết tính cách của ngươi trong cuộc tranh đấu này sẽ không có đầu hàng chỉ có sinh tử liễu mộ thiên thản nhiên nói ta biết trần mộc gật đầu vậy thì bắt đầu thôi thay vì trở thành kẻ thua cuộc chỉ biết nói mồm ta hy vọng ngươi có thể để ta chiến đấu hết mình một lần liễu mộ thiên vẫn điềm tĩnh nói trong cuộc thi đình này hầu như không có ai có đủ tư cách khiến hắn ta phát huy hết sức mạnh của mình ngay cả giang hạo của địa điện cũng không thể sẽ được như ý nguyện của ngươi thôi Trần Mộc lạnh lùng đáp. Nói rồi, Trần Mộc cũng không nhiều lời nữa, sức mạnh ấn thần cũng bộc phát ra một luồng sóng dao động màu vàng thần bí. Sau đó cả không gian như hợp nhất lại, cơ thể của Trần Mộc bỗng đột nhiên biến mất rồi lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt liễu mộ thiên. Một sức mạnh của tầng thứ tư cảnh giới thông thiên được hoàn toàn bộc phát, một phát đấm văng ra ngoài. Dầm. Ánh sáng vàng cuồng bạo tụ thành một dấu ấn lớn chừng 10 thước, mang theo một làn sóng cuồn cuộn, đấm thẳng vào cổ họng của Liễu Mộ Thiên. Nhanh vậy, mọi người kinh ngạc kêu lên. Tuy nhiên, với sức mạnh cấp tầng thứ ba của cảnh giới thần tàng, Liễu Mộ Thiên đã hoàn toàn dự đoán được thế tấn công của Trần Mộc, nhưng hắn ta hoàn toàn không có ý định tránh mà dướn người ra và đánh trả lại. Một ánh sáng xanh cũng trào dâng rồi tụ lại thành một làn sóng gớm ghiếc và đập thẳng vào nắm đấm cứng cỏi của Trần Mộc. Bùm! Hai nắm đấm va và đập vào nhau, ngay lập tức, một âm thanh chói tai vang lên, ánh sáng chói mắt lóa lên rồi sức mạnh linh lực còn sót lại lại cuồn cuộn toát ra khắp xung quanh cơ thể hai người hai người đều không có chiêu thức gì phô trương cả nếu có cũng chỉ là một trận đấu linh lực đơn thuần mà thôi Dầm dầm, dưới sự va chạm của ánh sáng vàng với xanh võ đài không chịu nổi nữa mà lập tức nứt toạc ra các khe nứt như mạng nhện lúc đầu cũng dần lan ra khắp mặt ngoài với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà trên võ đài ánh sáng màu vàng và xanh chiếm mỗi nửa không gian đang ảo ạt ăn mòn đối phương con ngươi màu đen của hai người trần mộc và liễu mộ thiên nhìn chăm chú vào hình ảnh phía trước giống như nhìn xuyên qua linh lực cuồng bạo có thể nhìn thấu cơ thể đối thủ một trận mưa to đổ xuống võ đài hình thành một mà mưa trắng xóa nhưng chỉ có mỗi không gian xung quanh của trần mộc và liễu mộ thiên lại có một mảnh đất sạch sẽ không bị nước mưa dính đến những giọt mưa vừa rơi xuống cách bọn họ 3 cm đã lập tức bốc hơi và tan trong không khí những người đứng phía dưới nhìn sức mạnh thịnh nộ như thế mà rất ngạc nhiên họ có thể cảm giác được trận chiến giữa Trần Mộc với Liễu Mộ Thiên không có bao nhiêu chiêu thức đẹp mắt như trận chiến của Trần Mộc và Long Đằng Hải. Nhưng họ vẫn cảm nhận được nhiều sức mạnh rộng lớn, khổng lồ ập vào trong mắt một cách vô hình. Ngươi chỉ đạt đến thông thiên tầng thứ tư, ấy vậy mà lại có linh lực khủng khiếp đến mức này. Ta đoán, ngươi đã luyện một bộ công pháp rất đặc biệt nhỉ, Liễu Mộ Thiên thốt lên đầy ngạc nhiên. Câu sau đâu, Trần Mộc vẫn chẳng tỏ thái độ gì mà vẫn lạnh nhạt hỏi. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, tuy ta biết công pháp của bản thân thua công pháp của người, nhưng công pháp của ta lại không có người bình thường nào địch lại, liễu mộ thiên từ tốn giải thích. Trần Mộc nghe thấy khó chịu, nhíu mày, đáy mắt của hắn xuất hiện, một vẻ nghiêm túc suy ngẫm. Lê y y y y ngã, ngay lúc này, ánh sáng màu xanh quanh cơ thể liễu mộ thiên run lên rồi tỏa ra khắp trời. Mà trong lúc này, một tiếng kêu bé nhọn của chim hạc cũng vang vọng khắp không trung. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm giác một một sức mạnh huyền bí đến từ thời thượng cổ rót vào trong linh lực ánh sáng màu xanh. Thoáng chốc, linh lực ánh sáng màu xanh kia phá nát đi ánh sáng vàng mạnh mẽ và đẩy cơ thể Trần Mộc vội vàng lui nhanh ra đằng sau. Cơ thể Trần Mộc nghiêng ngã lùi ra sau khoảng chừng 100 mét, trong khi đó ánh mắt vẫn không giấu nổi ngạc nhiên nhìn đằng trước. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây đều mở lớn trong vẻ sợ hãi. Bọn họ dồn dập, dán mắt vào cơ thể của Liễu Mộ Thiên liễu sư huynh chuẩn bị chơi lớn kìa đệ tử thiên điện vừa nghe tiếng kêu quỷ dị của chim hạc lập tức sợ hãi thốt lên hiển nhiên liễu mộ thiên vô cùng khinh bỉ sử dụng các phương pháp chiến đấu xinh đẹp và dài dòng hắn ta muốn dùng chiêu sát thương mạnh nhất để giải quyết đối phương dứt điểm có vài người trong đó gồm cả trình vũ hiên và hạ chỉ lan lại mang khuôn mặt nghiêm túc bởi vì họ biết trận chiến này đã bước vào giai đoạn cao trào lúc này liễu mộ thiên từ từ đóng mắt lại mà khi hắn ta vừa nhắm mắt thì cơn mưa xung quanh đột ngột dừng lại, lơ lửng kỳ ảo trong không trung và không rơi xuống nữa. Ầm, một sức mạnh thượng cổ không biết tên run lên, rồi khuếch tán ra ngoài. Ầm, sau một thoáng, từng ánh sáng màu xanh lại cô đọng thành sấm nổ lên. Mà ngay sau đó, linh lực ngập trời cũng bắt đầu di chuyển dữ đội rồi tụ lại thành một con hạc lớn cao tầm 100 trượng. Trong bầu trời sấm chớp ầm ầm, lại có một tiếng chim hạc gào lên giữa hư không đinh tai điếc óc. Sao lại thế này? gương mặt của hạ chỉ lan đã bị sự bất ngờ lấp kín dù nàng ta đã ngồi rất xa rồi nhưng cơn sấm vẫn khiến nàng ta cảm thấy đau đớn như bị kim trích sau lưng thiên hạc lôi thần quyết à trình vũ hiên nheo mắt lẩm bẩm nàng ta chỉ nghe người trong tông môn từng đồn từ khi liễu mộ thiên còn nhỏ từng tìm được một phần truyền thừa trong bí tàng của một vị tiền bối thượng cổ công pháp tuyệt đỉnh gọi là thiên hạc lôi thần quyết mà đây chính là con át chủ bài mạnh nhất mà liễu mộ thiên ấp ủ công pháp mọi người tu luyện bây giờ rất khác với công pháp thời kỳ thượng cổ. Mỗi bộ công pháp thượng cổ đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Dù thiên cốt xuyên tâm quyết với giao quan thấu cốt đại pháp của gia tộc lớn cung cấp cho Long Đằng Hải cũng thua xa với công pháp thượng cổ của liễu mộ thiên này. Ta không ngờ liễu sư huynh đã muốn sử dụng át chủ bài của mình sớm thế. Ta đoán chắc liễu sư huynh muốn dùng sức mạnh quá bá của bản thân, có thể dẫm chất được trần mộc như con kiến đây mà. Đệ tử thiên điện đồng loạt xôn xao khinh bỉ và trêu chọc, Thậm chí vẻ mặt cũng cong lên nụ cười đầy sâu xa. Thiên Hạc Lôi Thần Quyết không có người thường nào đủ sức cản được nó. Bóng chim hạc to 100 trượng bắt đầu thành hình sau lưng Liễu Mộ Thiên, bước tiếp theo hắn ta lại nhanh chóng thay đổi pháp ấn trên tay đầu ảo dịu. Dưới tác dụng của linh lực cổ xưa đang khuếch tán ra xung quanh, bóng chim hạc tỏa ra ánh sáng lấp lánh và xinh đẹp, rồi nó dần dần đến sát vào cơ thể của Liễu Mộ Thiên. Dung hợp Thiên Hạc Lôi Thần Quyết, tiếng lẩm bẩm, âm thanh lạnh nhạt phát ra từ miệng Liễu Mộ Thiên. Ẩm ngay sau đó, bóng chim hạc đang tỏa ánh sáng lấp lánh và lộng lẫy kia cũng hòa thành một với Liễu Mộ Thiên. Đồng thời ngay tức khắc, dường như toàn bộ sức mạnh bóng chim hạc kia nhận được đều rót hết vào cho Liễu Mộ Thiên. Linh lực, cốt cách, thậm chí là mấu của hai người đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau. Sau khi dung hợp xong, cơ thể của Liễu Mộ Thiên run lên dữ đội. Theo đó, từng cọng lông chim màu trắng bạc xinh đẹp từ từ mọc ra trên cơ thể của hắn ta và ngay cả đôi mắt cũng dần hóa thành màu xanh biếc, trông vô cùng u ám và quyến rũ. Gió lốc cứ nổi lên từng đợt một, mà lúc này nhìn Liễu Mộ Thiên lại còn tuấn tú và quyến rũ hơn cả lúc trước mấy lần. Khi chất và hình dáng này của hắn ta đã khiến các nữ đệ tử trong tông môn thẳng thốt kêu lên, với vẻ điên cuồng và si mê. Bắt đầu đi, Liễu Mộ Thiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, trong đôi mắt xanh biếc lại xuất hiện khí chất vương giả cao quý. Bước tiếp theo, Hắn ta nâng tay lên lại có một cọng lông chim trắng bạc xinh đẹp rơi xuống rồi hắn ta đột nhiên búng một cái, bắn cọng lông chim ra. Mọi người có thể thấy theo đường bay của lông chim, không khí xung quanh như gợn lên sóng nước với mắt thường. Ngay sau cái búng tay của hắn, một cọng lông chim màu trắng bạc lập tức lao nhanh vun vút vào trần mộc. Vụt. Cọng lông chim màu trắng bạc này như một lưỡi dao sắc bắn xuyên qua trời xanh, phóng thoăn thoắt đến đâm vào cổ của Trần Mộc. Ngay giờ phút sống chết này, trần mộc lại không bối rối mà nghiêng đầu sang một bên tránh được cọng lông chim kia nhưng cọng lông chim vừa bắn đến đang kéo theo tia gió mạnh mẽ sắc bén nên gương mặt của trần mộc bị nó cắt một vết thương dài trần mộc ngạc nhiên vươn tay lên lau đi vết mấu trên má trái của mình rồi ngẩng lên nhìn đối phương với con ngươi sâu xa mỉm cười bình dị nói ngươi thay đổi nhiều quá rồi ta sắp không nhận ra ngươi được rồi liễu mộ thiên không trả lời trần mộc vẫn tiếp tục cười bình thản ngay trong khi sự chú ý của tất cả mọi người đặt hết lên người của hai người thì ánh mắt của cả hai người họ cùng lúc co rụt lại ầm ầm hai cái bóng người cùng bị nổ quăng ra xa ngay sau đó họ chẳng chút ra dấu hiệu nhưng lại đồng loạt đấm vào nhau linh lực điên cuồng đánh vào nhau khi tất cả nghe một tiếng nổ linh lực rung động lại thấy bóng của hai người cùng lúc bị nổ quăng ra ngoài mà lúc liễu mộ thiên đang bay ra hắn ta lại tụ tập từng cọng lông chim trắng bạc sắc bén như dao ào ạt bắn ra ra vũ lạc chảm thiên thần. Không trung bị xuyên thủng chỉ còn lại vài đường sấm đang nổ, mà từng cọng lông chim xinh đẹp nhanh chóng đứng chắn đường lui của Trần Mộc để hắn không trốn được. Sức mạnh sát khí của lông chim tỏa, ngang ngửa với cường giả thần tàng tầng thứ ba. Vậy nên, dù cường giả có cảnh giới ngang với nó, cũng phải e rè vài phần. Trần Mộc không tránh, mà bắt đầu vận chuyển cửu long diệt thần quyết lên. Bàn tay của hắn run lên, ánh sáng màu đen che phủ cả bầu trời bắt đầu bốc lên rồi biến thành từng vảy rồng. Ngay sau đó, Trần Mộc đấm ra ngoài vài quyền. Ầm ầm ầm. Linh lực mạnh mẽ bị đánh tan, từng cọng lông chim xinh đẹp lập tức bị nổ nát. Nhưng lúc này, Liễu Mộ Thiên đã biến mất tại chỗ. Trần Mộc hơi nheo mắt, vươn bàn tay ra mò vào không khí rồi bắt được góc áo của Liễu Mộ Thiên. Mà ngay sau đó, một bàn tay quỷ dị khác đưa ra, trưởng mạnh linh lực khủng khiếp vào ngực của địch vẻ mặt của liễu mộ thiên cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên hắn ta không ngờ tốc độ phản ứng của trần mộc lại đạt mức biến thái như vậy ngay sau đó linh lực xung quanh hắn ta rung lên rồi hóa một đôi cánh hạc sau lưng hắn ta đôi cánh kia đập mạnh xuống bao phủ cả cơ thể của hắn ta lại dầm trưởng của trần mộc đánh mạnh vào đôi cánh nhưng lại giống đánh phải tòa nhà xây bằng tường đồng vách sắc không thể lung lay được khi va chạm tiếng nổ vang nặng nề truyền đến nhưng đôi cánh chẳng bị chút vết thương hay chảy sức nào vụt Đột nhiên ngay lúc này, đôi cánh của Liễu Mộ Thiên rung lên, rồi biến mất ngay trước mắt của Trần Mộc. Nhanh ghê, mọi người ngạc nhiên và sợ hãi thốt lên. Tốc độ của Liễu Mộ Thiên đã khiến cho rất nhiều đệ tử không thể phán đoán được hắn ta ở đâu bằng mắt thường. Thú vị, đôi mắt của Trần Mộc hơi rũ xuống, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Sau đó, một vòng tròn vàng sẫm khuếch tán từ dưới chân hắn đi ra. Mà lúc này, bóng dáng của hắn cũng biến mất như vậy, vụt vụt hai bóng người như sấm chớp liên tục qua chạm vào nhau trên không trung của võ đài tốc độ của họ quá xuất sắc dù họ chỉ là cường giả đạt cấp thần tàng tầng thứ ba mà hai bóng người cứ liên tục đâm vào nhau trên không trung khiến cho âm thanh cũng vang vọng khắp nơi ánh sáng lập lòe khi hai người đánh nhau liên tục xuất hiện vừa xinh đẹp lại rất thu hút nắm đấm trưởng phong song chỉ chân tiên bất luận là cách chiến đấu nào thì đều đang liên tục diễn ra chiến đấu với tốc độ như thế khiến người ta không thể thấy rõ mà người đứng gần chỉ có thể thấy hai bóng dáng liên tục va chạm vào nhau rồi quăng ra và ngược lại như thế hai người này biến thái thế à mọi người dưới đài đều bất ngờ đến trợn mắt há mồm cấp độ chiến đấu như thế này thì hoàn toàn không có bất cứ trận chiến nào trước đó so sánh được chưa tính đến kinh nghiệm quan sát trận chiến mà họ có thể sử dụng mắt thường nhìn bóng của hai người kia di chuyển cũng là chuyện rất ghê gớm rồi không ngờ tên nhóc linh điện kia có thể đánh với liễu sư huynh lâu như vậy được đấy các đệ tử thiên điện không dám tin mà thốt lên liễu sư huynh của họ là thiên tài đứng đầu thuộc thiên điện đó sức mạnh của hắn ta cũng đã có thể xếp vào năm vị trí đầu bảng rồi nhưng bây giờ các chiêu tấn công của hắn ta lại bị một tiên tiểu quỷ cấp thông thiên tầng thứ tư đỡ được dù đánh với người lệch cả chín cấp như long đằng hải hay liễu mộ thiên thì trần mộc vẫn rất bình tĩnh và sạch sẽ dường như hắn đánh thế nào cũng không thua được Đúng là yêu nghiệt. Vũ Lạc Thiên thúc, vẻ mặt của Liễu Mộ Thiên hơi đen lại vì mất kiên nhẫn, hắn ta lạnh lùng hét lên rồi giơ ngón tay, linh lực tụ lại ở đầu ngón tay vô cùng hung hãn. Một chùm tia sáng màu xanh lơ lập tức phóng đi, chiếu thẳng vào đầu Trần Mộc. Nhưng chùm tia sáng linh lực kia chưa đến gần đầu Trần Mộc đã bị long quyền của hắn đánh trước đó đấm bật. Cái nhãi đáng chớt. Lúc này, Liễu Mộ Thiên vẫn luôn có tính cách rất kiên nhẫn và lễ phép trước giờ cũng tức giận đến mức chửi tục rút kiếm của người ta, ngươi cũng là kiếm đạo tông sư nên đừng có giấu nữa, Trần Mộc lạnh nhạt yêu cầu. Tông sư kiếm đạo, Liễu Mộ Thiên cũng là tông sư kiếm đạo. Những lời nói của Trần Mộc lập tức gây ra khá nhiều chấn động trên hiện trường. Phải biết rằng cho đến nay, Liễu Mộ Thiên chưa bao giờ sử dụng bất kỳ kiếm thuật nào trong quá trình thi đấu. Đừng nói là kiếm đạo, thậm chí ngay cả kiếm còn chưa từng rút ra, làm sao hắn ta có thể là tông sư kiếm đạo liễu mộ thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trần mộc vẻ mặt bình tĩnh giống như không có gì ngạc nhiên khi trần mộc có thể nhận ra thân phận tông sư kiếm đạo của mình muốn ta rút kiếm ngươi còn chưa đủ tư cách liễu mộ thiên lạnh lùng nói sau đó đôi cánh phía sau liễu mộ thiên dao động cuồng phong lan rộng toàn bộ những chiếc lông vũ màu trắng bạc xinh đẹp trên đôi cánh trong phút chốc dựng đứng lên trên đầu những chiếc lông phát ra ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ sắc bén sau đó liễu mộ thiên chắp hai tay hét lớn một tiếng vang vọng khắp thiên hạ vạn vũ chảm thiên thần lập tức một loạt lông vũ màu trắng bạc phóng lên chân trời dưới sự vây quanh những tia sấm sét màu xanh những chiếc lông vũ này lần lượt biến thành những con dao lông vũ khổng lồ vô số lưỡi dao sắc bén đều bay về phía trần mộc liễu mộ thiên lại vỗ đôi cánh cơn bão dao lông vũ ùn ùn kéo đến trong phút chốc một cơn cùng phong quét ngang bầu trời những chiếc lông vũ tưởng như mềm mại này và lúc này lại có sức mạnh đáng đủ để xé nát bầu trời thành từng mảnh nhỏ. Trần Mộc chắp tay lại với nhau, kim quang lần nữa điên cuồng bộc phát bộc phát ra xung quanh cơ thể, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, tạo thành một tấm khiên kim quang. Trên bề mặt của tấm khiên kim quang này hiện ra vô số hoa văn long đằng hổ dược sống động như thật, đồng thời một làn sóng kinh người đến từ thời cổ đại cũng theo đó dập dờn. Cửu Long Diệt Thần Quyết, tấm khiên vạn linh. Những lời thì thầm vang lên, kim quang trên tấm khiên nở rộ rực rỡ óng ánh như mặt trời. Keng, keng, keng. Con dao lông vũ đâm vào tấm khiên kim quang không một chút lưu tình, âm thanh vàng và sắt va chạm vang lên. Loé lên tia lửa, dư âm còn sót lại không thể hình dung, cú va chạm nhanh chóng dung chuyển hư không, cuồn cuộn ra bên ngoài. Bầu trời tràn ngập những viên than hồng rực rỡ, từ từ rơi xuống. Trong thời gian tàn cho tan đi, thân hình của Trần Mộc vẫn nguyên vẹn đứng ở trên võ đài, võ đài xung quanh thân thể hắn đã vỡ thành một đống đổ nát lộn lộ xộn có thể tưởng tượng uy năng tấn công mà liễu mộ thiên bà phát ra ngoài mạnh mẽ đến mức nào đáng chớt trong mắt liễu mộ thiên lộ ra vẻ nghiêm nghị trên mặt cơ bắp thậm chí còn mơ hồ co giật có thể nhìn ra được tính khí của hắn có bao nhiêu nóng nảy đáy lòng hắn có bao nhiêu thô bạo tàn nhẫn trần mộc ngẩng đầu lên một lần nữa trong mắt dần dần hiện vẻ lạnh giá lạnh lùng nói ngươi đánh đủ rồi thì đến lượt ta Trần Mộc đưa lòng bàn tay hướng về hư không nắm chặt, huyết sắc khí giống như sông lớn hội tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm Thiên Tùng Vân, được Trần Mộc nắm trong lòng bàn tay. Xoẹt, kiếm ra khỏi vỏ, một tia kiếm quang lạnh thấu xương lóe lên giữa trời đất, giữa trời đất màn mưa rơi xuống, đột nhiên dừng lại vào lúc này. Linh lực được giải phóng không ngừng ra ngoài, Trần Mộc giơ kiếm lên, ước chừng có hàng vạn thanh kiếm sắc bén hội tụ tạo thành hình cánh quạt, từ xung quanh Trần Mộc ngưng tự thành. Vạn kiếm quyết vạn kiếm quy nhất tiếng xì xào vang lên chân mộc đột nhiên vung kiếm xuống một kiếm này trực tiếp xé màn mưa khổng lồ trước mặt làm đôi ngay cả không gian cũng bị chia ra thành một vết nứt thật sâu lập tức hàng vạn thanh kiếm chồng lên nhau tạo thành một thanh kiếm chấn động chớm mạnh về phía liễu mộ thiên vô tận chân hỏa lưu hồn cùng nhau bộc phát ra ngoài quét sạch bầu trời vũ lạc thần hộ liễu mộ thiên vừa khép lòng bàn tay lại đôi cánh phía sau người nhanh chóng cong xuống những chiếc lông vũ sắc bén sấm chớp màu xanh lúc này hóa thành tấm áo giá không thể phá vỡ kiên quyết bảo vệ cơ thể của liễu mộ thiên ở trong đó kiếm quang chấn động trời xanh chớm mạnh xuống đôi cánh bảo hộ đó ngay lập tức một tiếng gầm đinh tai nhức óc chấn động trời xanh nổ ra vang vọng ùm um, dư âm của linh lực dồi dào lập tức bùng nổ kiếm quang với thái độ ngang ngược hung bạo điên cuồng công kích vào tấm áo giáp ở trên đôi cánh khói bụi cuồn cuộn chỉ trong thời gian ngắn Đôi cánh bảo vệ vốn được cho là không thể phá hủy thực sự bắt đầu nứt ra. Làm sao có thể như vậy? Liễu Mộ Thiên bày ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nhìn những vết nứt trên cánh của mình. Những vết nứt dạn này mở rộng điên cuồng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cuối cùng dường như không thể kiểm soát được, hoàn toàn nổ tung. Ầm, một âm thanh lớn vang lên, thân hình của Liễu Mộ Thiên đang ẩn nấp dưới sự bảo hộ của đôi cánh lập tức bị chấn lùi về phía sau. Tuy nhiên, Sức mạnh kiếm quang chấn động đó vẫn không suy giảm, mang theo một làn sóng khủng bố khiến mọi người có mặt đều cảm thấy nghe thở, tiếp tục cuồn cuộn ra ngoài. Thắng rồi, Hạ Chỉ Lan nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ hân hoan vui mừng. Nói như vậy còn quá sớm, Trình Vũ Hiên ở bên cạnh khẽ nhíu mày, khuôn mặt không hề thả lỏng một chút nào ngược lại ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này, mọi ánh mắt của khán giả đều tập trung vào Liễu Mộ Thiên, chỉ thấy kiếm quang chấn động đó trong mắt mọi người dần dần phóng to cuối cùng giáng xuống đỉnh đầu của liễu mộ thiên ầm đúng vào lúc đó không gian xung quanh cơ thể của liễu mộ thiên vỡ tan từng mảnh vỡ không gian hung hãn bắn ra từ phía sau đó một loại ý cảnh cực kỳ huyền bí bay ra bên ngoài hình thành cộng hưởng giữa trời đất dưới âm thanh cộng hưởng vang dội này khiến người khác cảm thấy như có một đám mây đen cực kỳ ngột ngạt bao phủ đến cùng với đó là một luồng sấm sét màu đen cổ xưa bạo phát ra từ bên trong đó Luồng sấm sét màu đen này giống như là một cỗ năng lượng mạnh mẽ vô cùng nào đó được tạo ra khi thế giới mới bắt đầu, triệt để đập vỡ đạo kiếm quang thanh từng mảnh nhỏ trong giây lát. Đây là đôi mắt của mọi người dưới võ trường đồng thời mở to, nhìn mọi thứ giữa không trung với vẻ khó tin. Chỉ thấy từng tia từng tia sấm sét màu đen điên cuồng gấp vô số lần thiên lôi hiện ra bao phủ hoàn toàn cơ thể của Liễu Mộ Thiên và sau đó không gian phía sau tan vỡ sụp đổ. Trong hư không sâu thẳm mù mịt tăm tối, Mây đen che phủ bầu trời phát ra một cỗ sức mạnh thần bí từ thời xa xưa. Không ngờ rằng ngươi có thể có thể ép ta đến bước này." Liễu Mộ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như hầm băng ngàn năm, lộ ra sát khí đã ăn sâu vào xương tủy. "Cuối cùng thì ngươi cũng chịu thi triển bản lĩnh thực sự của mình rồi." Trần Mộc cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta. Giờ phút này, trong tay Liễu Mộ Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này toàn bộ là màu đen. Bên trên còn khắc những đường vân hoa văn thần bí phức tạp, nhìn thoáng qua giống như một loại văn tự cổ nào đó. Từng tia sấm sét màu đen bao quanh trên đó, dập dồn chuyển động mang tính hủy diệt. Hiển nhiên đây cũng là một thanh kiếm nổi tiếng vô song, cấp bậc bất phàm. Kiếm ý cường đại ập vào mặt trực tiếp khiến cho quần áo trần mộc bị thổi bay lên kêu phần phật. Hắn cười nhạt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giấu con át chủ bài này cho đến chết. Ngươi sẽ hối hận. Liễu Mộ Thiên hung dữ nói. Giữa trời đất ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng rực ngay cả hàn giang tuyết cùng điện chủ của địa cung cũng không khỏi đứng dậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn này kiếm đạo tông sư liễu mộ thiên này thực sự là một kiếm đạo tông sư điều này sao có thể hàn giang tuyết nói với vẻ không thể tin phải biết rằng kiếm đạo tông sư khắp nam châu địa giới đều cực kỳ hiếm hoi hú chi là kiếm đạo tông sư trẻ tuổi như vậy điều quan trọng nhất là liễu mộ thiên giấu con át chủ bài này quá sâu nếu không phải trần mộc ép hắn ta đến cùng chưa chắc hắn ta sẽ lộ ra con át chủ bài này. Thực sự đúng như Trần Mộc dự đoán, tên nhóc này quả thực cũng là một tên yêu nghiệt, Trình Vũ Hiên vẻ mặt trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn chằm chằm vào tia sấm sét màu đen được bao bọc ở bên trong đó, thân hình giống như thiên phần hạ phàm, trong mắt nàng không khỏi lóe lên một tia kinh sợ. Tia sấm sét đen này giống như bị dính phải nước mực, cho dù một cường giả cảnh giới thần tàng như nàng ta cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thái sơ thương lôi, không ngờ ngay cả liễu mộ thiên cũng sẽ bị đẩy đến trình độ này sao thiên điện chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận ở trong lòng đối với trần mộc đã mãnh liệt đến cực điểm thái sơ thương lôi là một loại sấm sét được sinh ra ở thời thiên địa sơ khai trong thời khổ hải hỗn độn loại sấm sét này giống như sấm sét giáng xuống lúc thiên kiếp đến nó có sức mạnh trừng phạt mang theo tối tắm bá đạo vô cùng đây là kiếm ý mà liễu mộ thiên trong thời gian 7 năm ở một mình tại ngọn núi cao nhất của lăng tư tông chịu không dưới một ngàn hình phạt sấm sét mới lĩnh ngộ được Ầm, thanh kiếm của Liễu Mộ Thiên dung chuyển, một âm thanh kiếm trong trẻo và vang vọng khắp thiên hạ. Loại kiếm minh này cùng đại đạo thiên địa hình cộng hưởng vi diệu, dưới sự lan tràn ý cảnh không thể hình dung, không gian xung quanh hắn ta lập tức điên cuồng sụp đổ. Trong hư không đen tối vô tận vô biên, vô số tia sấm sét màu đen nổ ra, giống như hình thành một màn sấm sét kinh thiên. Mà Liễu Mộ Thiên đứng ở dưới màn sấm sét đó, rửa tội ở trong màn sấm sét màu đen, hai mắt như sấm sét, chói mắt kiếm trong tay càng giống một loại thiên phạt, có sức mạnh biến động vô cùng đủ để hủy diệt thiên địa. Ta nói, ngươi sẽ hối hận khi đẩy ta đến trình độ này." Liễu Mộ Thiên hung ác nói. Loại không gian sụp đổ này không hề có thật, giống như Trần Mộc, là ảo ảnh do ý kiếm tạo ra, tuy nhiên, ảo ảnh này chân thực đến mức khó có thể phân biệt hư ảo. Hiển nhiên, Liễu Mộ Thiên hiện tại đã tiến vào cảnh giới kiếm ý đại thành. Hả? À, đột nhiên, trong mắt Liễu Mộ Thiên bộc phát sát khí hắn ta vừa dẫm chân thân thể hóa thành một tia sét lóe lên trong không trung đây là tốc độ gì chứ mọi người đều kinh hãi không biết lúc nào liễu mộ thiên đã xuất hiện ở phía sau của trần mộc hắn ta giơ kiếm lên hàng ngàn tia sét tràn vào thân kiếm một kiếm này rơi xuống giống như thiên phạt thái sơ thương lôi tịch diệt thần trụ ẩm kiếm quang đột nhiên chớm xuống tạo thành một cột sấm sét đen kịt dài 10 trượng xuyên thẳng tới đỉnh đầu trần mộc Trần Mộc thấy vậy, lật trái tay ra đánh một trường, linh lực dâng trào, quét sạch tất cả. Tuy nhiên, toàn bộ linh lực trong phạm vi tấn công của Hắc Lôi trụ đều tan thành hư vô. Đây là một sức mạnh bí ẩn năng lượng có khả năng tiêu diệt thế gian. Linh lực kim quang giải phóng ra từ xung quanh cơ thể Trần Mộc biến thành vô số mảnh ánh sáng và bị chôn vùi trong hư không chỉ trong tích tắc, như thể không có một chút sức mạnh ngăn chặn nào. Như vậy là xong rồi sao? Khi rất nhiều đệ tử trong linh điện nhìn thấy một màn này, Sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả linh lực cũng đã mất đi tác dụng, vậy có loại sức mạnh nào có thể ngăn cản được kiếm ý của Liễu Mộ Thiên? Ầm. Lúc này, một âm thanh đạo âm vang lên giữa trời đất, một cổ kiếm ý xa xưa được phóng thích tản ra, không gian phía sau trần mộc cũng có âm thanh nổ tung. Vô số chân hỏa lưu hồn bùng lên từ những khe hở trong không gian này, lập tức biến thành một con rồng hung hãn với tư thế hung hữ lao ra và va chạm tấn công mạnh mẽ với sấm lôi trụ. Ầm. Con rồng giận dữ được tạo thành từ chân hỏa lưu hồn gầm lên dữ dội và lôi sấm trụ đen tối không thể ngăn cản ngay lập tức đóng băng giữa không trung, khó có thể di chuyển dù chỉ là một chút. Cái tên này đang định làm gì vậy? Ánh mắt Trình Vũ Hiên vẫn nhìn chăm chú về phía Liễu Mộ Thiên, ngay lúc này đây, nàng ta có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người Liễu Mộ Thiên lan tới. Giữa trường, không chỉ riêng mình Trình Vũ Hiên, ngay cả Hạ Chỉ Lan, Hạ Phi Vũ và chúng đệ tử đến từ các điện khác sắc mặt của họ đều trở nên nặng nề. Bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh kinh hoàng hắc ám thương lôi kia, nó đang tăng vọt theo cấp số nhân. Vô số gợn sóng như bão táp gần như có thể rớt chớt bất kỳ cường giả tầng 3 của cảnh giới thần tàng nào. Ầm, um, sau khi được tia chớp hắc ám đó truyền vào, trên thân kiếm của Liễu Mộ Thiên xuất hiện một hoa văn kỳ lạ. Toàn bộ thanh kiếm sáng bừng lên, ánh đen tụ lại nơi mũi kiếm, dần ra, nó hình thành một đóa hoa sen màu đen lớn tầm một bàn tay. Đóa hoa sen hắc ám cổ kính và nhỏ bé, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ khó mà có thể phát hiện được. Cánh hoa sen màu đen hơi rũ xuống, từng tia sáng màu đen như chứa đựng năng lượng sấm sét từ xa xưa tên khắp thế gian này. Ngay lúc đóa hoa sen đó ngưng tụ thành, mây đen vốn đang che phủ phía chân trời, bỗng dưng có một tia chớp xé trời cùng lúc đó. Cảnh tượng kinh thiên động địa đó khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Cái này, đó là cái gì thế? Các đệ tử linh điện đều ngơ ngác biến sắc. Cho dù chúng đệ tử Thiên Điện tương đối hiểu về Liễu Mộ Thiên, bọn họ cũng phải há hốc miệng, vẻ mặt khó mà tin nổi. Lúc Trần Mộc nhìn thấy cảnh này, đôi đồng tử của hắn hơi cúi xuống, nắm chặt cây kiếm Thiên Tùng Vân trong tay, phía sau lưng cũng có tầng không gian xé nát. Kiếm ý vô tận và mặt đất như cộng hưởng với nhau, sau đó lan rộng ra, đột nhiên, không gian đó bỗng nổ vỡ tan tành. Vô số yêu ma quỷ quái đếm không hết được đang gầm thét thê lương, một vị pháp thân vô tướng có kích thước khoảng 10 thước xé toạc không gian bước ra ngoài. Ngay lúc đó, cùng phong gào thét giữa đất trời, cuốn theo bụi mù quanh tứ phía. Vị vô tướng pháp thân đó đứng sau lưng Trần Mộc, đôi đồng tử màu đỏ oạch mang theo khí thế kiêu ngạo của cửu U Diêm La, nhìn chằm chằm về phía cuối chân trời, cùng lúc đó, lưu hồn chân hỏa cuồn cuộn đang điên cuồng hội tụ, truyền vào cây kiếm Thiên Tùng Vân của Trần Mộc. Ủ. Lúc này đây, tất cả những người đang cầm kiếm có mặt ở đó đều có thể cảm nhận được rõ ràng vỏ kiếm của mình đang rung lên kịch liệt, từng tiếng kiếm reo như phát ra âm thanh thần phục. Giờ đây, ánh mắt của tất cả bọn họ đều toát lên vẻ kinh hoàng, nhìn về phía bầu trời và bóng người màu trắng trên mặt đất. Bọn họ đều có một linh cảm, dưới chiêu kiếm này sẽ phân tranh thắng bại. Thằng nhóc thối, không được chết biết không? Hàn Giang Tuyết nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nghiêm nghị lạ thường. Trên đài cao, cho dù là Đông Phương Dịch thì sắc mặt của hắn cũng trở nên nặng nề, chiêu kiếm này chỉ e sẽ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải giật mình ánh mắt tông chủ cũng nhìn chăm chú về phía hai người họ kiếm tu vốn quá ít mà kiếm đạo tông sư lại càng ít ỏi đến đáng thương có thể nhìn thấy hai kiếm đạo tông sư trẻ tuổi muốn quyết đấu sinh tử như thế này là rất khó có thể ép ta mới mức này trong kỳ thi điện ngươi là người đầu tiên đấy sau chiêu kiếm này cho dù ngươi có chết thì cũng có thể thấy vinh quang khóe miệng liễu mộ thiên cong lên đầy dữ tợn đột nhiên bàn chân người phía sau đạp xuống cơ thể biến mất ngay tại chỗ đóa sen hỗn độn tịch diệt thiên địa cạch một tia chớp đen ngòm xé ngang hư không rồi biến mất trong một thoáng đó đóa hoa sen hắc ám như tan vào ánh kiếm đánh thẳng lên đỉnh đầu trần mộc ầm đất trời chấn động ánh kiếm còn chưa áp sát gần trần mộc thì đã tỏa ra những gợn sóng kinh người đánh sập cả võ đài bao quanh người trần mộc năng lượng áp bức đến mức hủy thiên diệt địa không có cách nào miêu tả được mà dưới lưỡi kiếm này trần mộc bị năng lượng đó đè nén cực mạnh hai chân người phía sau cắm thẳng vào nền đất nửa cơ thể dần như sắp bị đá vụn che lấp mất trần mộc kiên cường ngẩng đầu lên trong đôi đồng tử thâm trầm lóe lên mấy phần chiêu tức vinh quang à ta thèm cái quang vinh của ngươi dứt lời một ngọn lửa lưu hồn ngập trời ầm ầm nổ ra võ đài đã biến thành phế tích mà trần mộc bị vây hãm ở đó cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ cạch ánh lửa cong vút như sao rơi trên trời vút nhanh về phía chân trời đánh mạnh lên ánh kiếm kinh thiên đó ngay lúc chúng va chạm vào nhau khắp đất trời bỗng trở nên ảm đạm thiên địa im lìm tiếp sau đó một luồng ánh sáng chiếu xa trăm trượng như giữa ban ngày chợt bùng nổ lên ẩm một đợt khí cuồn cuộn như biển rộng sóng lớn điên cuồng bao phủ đóa hoa sen hắc ám và vị vô tướng pháp thân va chạm cực mạnh ngay chỗ va chạm đó một luồng linh lực kinh người như bão táp quét ngang khắp đất trời nơi đó từng tòa võ đài liên tiếp nổ tung cách mặt đất cao hơn trăm trượng cũng rung lên kịch liệt Từng vết nứt tựa vực sâu nhanh chóng lan tràn. Vị trưởng lão mặc áo bào cho đã sớm chuẩn bị, ông ta lập tức thiết lập một bức tường ánh sáng linh lực trên quảng trường, nhưng mà bức tường ánh sáng linh lực này cũng khó lòng chịu nổi sự tấn công của dư âm, liên tục vang lên tiếng cành kẹt nặng nề, giống như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Vị trưởng lão mặc áo bào cho toát lên vẻ kinh ngạc, ông ta vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt chấn động nhìn về phía bầu trời. Cuộc chiến giữa hai người này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Lúc này đây, đôi mắt của tất cả mọi người đang có mặt đều trợn ngược, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin, nhìn chăm chập vào hai người tử chiến trên bầu trời. Xì xì. Đóa hoa sen hắc ám nở ra, mỗi cánh hoa giống như một tia chớp kinh người từ viễn cổ, nặng tựa vạn cân, dưới ánh kiếm đó, nó điên cuồng tấn công về phía Trần Mộc. Mà cây kiếm trước mắt Trần Mộc cũng như ma kiếm thời thái cổ, từng luồng huyết sát quang văn sáng bừng lên. Vị vô tướng pháp thân phía sau cũng vang lên tiếng gầm gừ dữ tợn, lửa lưu hồn cuồn cuộn nóng bừng đang điên cuồng chống đỡ sấm chớp và ngọn lửa va chạm với nhau kiếm ý xung kích với kiếm ý linh lực tự thân của hai người đã được thôi thúc đến cực hạn vô số ánh mắt nhức mỏi đang cố gắng nhìn chằm chằm về đó hai người họ đang va chạm vô cùng mãnh liệt không biết có phải do ảo giác hay không ở nơi đó sấm chớp và ánh lửa phát ra từng luồng sóng năng lượng như bóp méo cả không gian trời sinh ta đã có được vận đại khí ngàn vạn thiên tài trên khắp thế gian cũng chỉ là đá kê chân cho ta mà thôi. Ta vừa là tầng 3 của cảnh giới thần tàng, lại là kiếm đạo tông sư, chỉ với tầng 4 của cảnh giới thông thiên như ngươi thì lấy cái gì ra đấu với ta đây. Liễu mộ thiên tức giận hét to, hắc kiếm trong tay hắn chợt run lên, tiếng kiếm gieo động trời vang lên, kiếm ý phóng thích ra toàn bộ không cách nào tả nổi. Không gian phía sau bị xé rách điên cuồng, thương lôi vô tận cũng dâng trào hết mức, truyền vào trong luồng kiếm quang đó. Trong khoảnh khắc này, từ một đóa hoa sen màu đen lớn bằng lòng bằng tay, nó càng ngày càng bành trướng, to tới hơn 10 triệu thương lôi hắc ám như hồng thủy ập xuống thêm lần nữa. Ầm, cơ thể của Trần Mộc chợt rơi xuống phía dưới khoảng trăm mét, dưới sự tàn phá của lôi đình, hắn cũng bị da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Thấy thế, trong lòng Hàn Giang Tuyết thất kinh, ánh mắt nàng ấy nặng nề lo lắng, không chút do dự, linh lực quanh thân nàng bùng nổ, khí tức của cảnh giới vạn pháp cảnh tăng lên tới cực hạn trông giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lên trên đó cứu người. Hàn Giang Tuyết, cô đang làm cái gì vậy hả? Đây là trận quyết chiến cuối cùng, nếu cô dám ra tay, hôm nay chắc chắn ta sẽ chớm dứt cô. Ngay lúc Hàn Giang Tuyết phóng thích linh lực, thiên điện chủ ở ngay bên cạnh cũng thình lình đứng dậy, linh lực bạo phát, ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, nói thẳng. Chớm rớt ta sao? Ngươi có thực lực đó à? Hàn Giang Tuyết cười khẩy. Cô cứ thử xem, thiên điện chủ híp mắt. Hai người chừng mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương là sát ý lạnh lùng. Xa xa, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng lo lắng đến mức đổ mồ hôi, bàn tay siết chặt. Ẩm. Đúng lúc này, quanh người Trần Mộc bỗng dưng chấn động thêm lần nữa, hư không phía sau lưng hắn vỗ đã vỡ tan tành, bỗng nhiên có một luồng sóng cổ xưa bỗng phát ra. Đây là, tất cả mọi người khẽ run lên, dần dần, bọn họ như đang phát hiện ra một việc khó mà tưởng tượng nổi, đôi đồng tử mở to hết cỡ trên bầu trời từ từ bay xuống một lớp hoa tuyết trắng xóa bông tuyết này không giống tuyết bình thường mà lại giống mưa đá hơn lúc mới rơi xuống đất ngay khi vừa tiếp xúc mặt đất đã bị che phủ ngay lập tức bởi một lớp băng rất dày lạnh lạnh đến tận xương tủy sức mạnh đó hoàn toàn trái ngược với lưu hồn chân hỏa hơn nữa băng tuyết màu trắng khác hẳn với ngọn lửa nóng bỏng của lưu hồn chân hỏa ngay khi bùng nổ dưới lớp băng bao phủ này tất cả linh lực đều bị đông cứng lại thành băng song trọng kiếm ý. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Trên đài cao, cho dù là đông phương dịch hay tông chủ, bọn họ đều bất giác đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng đến mức không thể thốt nên lời. Cái tên này, hắn là quái vật gì sao? Cho dù là hạ phi vũ đi chăng nữa, lúc này đây, nàng ấy cũng không nhịn được học ra một ngụm mấu. 17 tuổi lại có thể có được song trọng kiếm ý. Điều quan trọng nhất chính là, hai nguyên tố hoàn toàn đối lập nhau lại còn có thể cùng tồn tại cạch trần mộc phung một chiêu kiếm ra đất trời chấn động ngay lúc hắn lướt qua ánh kiếm cũng xé rách trời cao dưới song trọng kiếm ý đó quanh người vị vô tướng pháp thân kia cũng ngưng tụ lại thành một bộ giáp bằng hàn băng hắn dơ ma kiếm lên một đao chớm xuống ầm không gian bùng nổ nứt ra một đường băng lưu hồn chân hỏa và băng tuyết cùng lúc xuyên cả trời cao đánh mạnh về phía thương lôi hắc ám đùng một tiếng nổ vang trời chấn động đóa hoa sen hắc ám cũng bị nổ tung ngay tại chỗ dư âm của luồng linh lực đó vô cùng rúng động nó bừa bãi tàn phá khắp không gian lúc này đây cũng trở nên vặn vẹo mà dưới dư âm vụ nổ đó một bóng người đầy mấu tươi chật vật không khác gì đạn pháo ngã thẳng xuống lôi đài nay đã thành phế tích tiếng nổ vang vọng khắp đất trời võ đài bị sập tạo thành một cái hố sâu to lớn khói bụi cuồn cuộn cơ thể trần mộc chậm rãi hạ xuống lúc này đây Tất cả mọi người đều bất giác nín thở. Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, từng ánh mắt chấn động liên tục nhìn về phía bóng người thiếu niên kia, tiếng ồ xôi trào rúng động cùng lúc vang lên. Thắng rồi hả? Cái tên Trần Mộc này thắng thật rồi sao? Song trọng kiếm ý, cái tên này là yêu nghiệt gì vậy? Nhìn khắp Nam Châu này, ta chưa từng nghe nói có ai lĩnh ngộ được song trọng kiếm ý đâu. Cảnh tượng đó đã hoàn toàn chấn động tất cả mọi người có mặt ở nơi này cho dù là thiên điện chủ vừa mới tranh chấp cùng hàn giang tuyết hắn ta cũng vô thức ngẩn ra ở đó ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra trên bầu trời Trần mộc rơi xuống bộ áo trắng bị mấu tươi thấm đỏ cơ thể thoáng lảo đảo giống như không vững khuôn mặt hơi tái nhợt ngay sau đó dường như hắn không chịu nổi sự phản phệ nặng nề kia hắn học một ngụm mấu tươi từ trong miệng trông hắn giống như đã bị hút khô hết toàn bộ linh lực vậy quả nhiên đến cực hạn rồi sao trần mộc lau vết mấu trên khóe miệng khuôn mặt nở nụ cười khổ sở. Chỉ mới dùng song trọng kiếm ý có một lần đã khiến hắn khó mà chống đỡ được, nếu triển khai kiếm vực thì chẳng phải linh lực của hắn sẽ tiêu hao cạn kiệt rồi chết ngay tại chỗ hay sao? Chung quy mà nói cũng là do cảnh giới của hắn còn quá thấp. Đột nhiên, ánh mắt Trần Mộc nhìn tới chỗ phế tích trước mặt, lúc này đây, bụi mù từ từ tản đi, Liễu Mộ Thiên đang ngơ ngác đứng đó, trên người hắn vết thương chồng chất nhưng vẫn còn đủ có sức đánh thêm một trận nữa có điều đôi đồng tử của hắn đã hoàn toàn tan rã, không hề có chiến ý nữa rồi. Tại sao? Liễu Mộ Thiên nhìn về phía Trần Mộc, kinh ngạc hỏi. Hắn không biết vì sao hắn lại thua, hắn lại càng không hiểu, tại sao một người lại có thể có được hai loại kiếm ý như thế chứ? Thiên đạo sinh ra vạn tượng, vũ trụ, núi sông, mặt đất, dòng sông đều có quy luật riêng của nó. Mà trong số vạn pháp đó, lấy một cái cũng có thể chứng minh thành đạo. Chỉ có điều không ai quy định là không thể lấy nhiều. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, chư thiên vạn pháp đều có thể lấy làm đạo cho mình." Trần Mộc đáp lời. "Một kiếm tu không phải chỉ có thể có một loại kiếm ý, thương cũng vậy, đâu phải chỉ có một thương ý." Ở đời trước, Trần Mộc đã gặp nhiều thiên tài kiếm đạo, cũng cố gắng lĩnh ngộ rất nhiều thứ bên ngoài, hắn từng gặp một người có được 18 tầng kiếm ý. Nhưng không phải kiếm ý càng nhiều thì càng mạnh, bởi vì nhiều thì không kỹ một loại kiếm ý nhưng hiểu sâu tường tận thì cũng đủ để chứng đạo xưng đế. Kiếm ý của ngươi là gì vậy? Liễu Mộ Thiên lại hỏi thêm lần nữa. Thiên cương bằng phách, Trần Mộc trả lời. Liễu Mộ Thiên cúi đầu, thản nhiên nói, ta thua. Bây giờ đây, hắn đã thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì, hắn đã phô triển toàn bộ năng lực của mình, mà song trọng kiếm ý của Trần Mộc đã mở ra cho hắn một cái thế giới mới. Ngươi cứ lấy mạng của ta đi đi liễu mộ thiên vô cảm nhắm mắt lại thậm chí hắn không hề sợ hãi một chút nào cũng không hề có ý định đầu hàng cứ thế nhắm hai mắt chờ trần mộc dứt mình được thôi